đó là chắc chắn đúng không ạ rồi cái thứ hai nữa là à, cái thứ ba nữa là gì từ cái file UID đó thì chúng ta có cái cách để chúng ta tạo ở trong cái custom audio uh, audio ở trong Facebook Ad đó. À, đây tôi mở sẵn cái Facebook Ads vào hôm nay này tôi cũng sẽ up cái tệp này lên để cho các bạn thấy đấy rồi và cái cuối cùng nữa là gì là từ cái tập khách hàng Facebook Mà chúng ta mang qua bên Zalo đấy thì uh, chúng ta thấy là những cái lợi ích khi mà chúng ta có, có thể khách hàng chúng ta sẽ sẽ có những cái lợi ích như vậy rồi thì um, trước khi bắt đầu cái buổi livestream thì tôi uh, xin nhắc là trong cái buổi livestream này có nghĩa là gì bản chất là tôi cũng chia sẻ những cái gì mà tôi trải nghiệm được những cái gì mà tôi biết Đó, hoàn toàn free đến mọi người chứ không phải là là là, 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 là lợi dụng cái buổi livestream này để tôi bán tôn bán khoa học à, hay là tuyển người đã xây dựng hệ thống À, hay là gì là tôi liên quan đến cái gì đó xây dựng hệ thống bên 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 uh, tiền uh, điện tử. Đấy, các bạn lưu ý đây đơn thuần chỉ là cái chia sẻ cái kiến thức à, nhờ đó thì tôi có hai cái mong muốn cái thứ nhất là cái chia sẻ kiến thức ra thì tôi cũng rất là mong muốn này. anh em nào đó mà thấy nó hữu ích và áp dụng lại được ở trong công việc của anh em mà thấy cái gì hay thì cũng xin phép là chia sẻ với tôi và tôi xin phép được lắng nghe. Thứ hai thì thông qua những cái chia sẻ nó rất là vô tư này Tôi mong muốn là gì Tôi kết nối với anh em để chúng ta có những cái cộng đồng làm marketing Mà nó mang cái là chia sẻ Mang cái là những cái thủ thuật nó rất là hay Đấy, nó chỉ là nhiều đó thôi Tôi không có bán buôn, tun gì cả Thì nếu mà các bạn muốn cái tun gì Ở trong cái buổi live stream này Thì như tôi nói đó, tôi có à, Hai cái buổi làm việc tại địa chỉ 137 à, Bầu Cát Phường 14, quận Tân Bình Đấy, Đó là cái quán cà phê nguyên chất Ở phía tầng trệt còn tôi ngồi trên lầu 1 đấy thì các bạn à, cứ tới đó buổi sáng à, có nghĩa là từ 8 giờ cho đến 11 giờ 30 sáng thứ tư và sáng thứ sáu hàng tuần thì tôi đều ngồi ở đó các bạn muốn tun gì các bạn muốn phần mềm gì thì đến đó thì tôi xin vét được Support bỏ các bạn hết đấy chứ còn là trong cái buổi livestream này thì cảm phiền thì chúng ta không có 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 bàn luận đến cái chuyện là chép tun hay là mua tun hay là khóa học gì ở đây cả Đấy thì ở đây chúng ta chỉ có thuần là chúng ta chia sẻ cái kiến thức kinh nghiệm với nhau thôi Tất cả các cái vấn đề liên quan khác tôi dành cho một tuần hai buổi Sáng thứ tư và sáng thứ sáu Ở 137, 137 Bầu Cát Phường 14 Quận Tây Bình à, Chúng ta lưu ý cái đường Bầu Cát đường to đùng mà đầu đường nó có cây xăng đấy ạ. Đấy chứ còn tôi không có đả động đến một chút nào về cái vụ mà bán tun hay là bán khóa học gì ở trong cái buổi livestream này cả rất mong các bạn hiểu và thông cảm rồi thì uh, tôi xin được bắt đầu là vô cái buổi livestream ngày hôm nay thì các cái công cụ mà tôi cần ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì đầu tiên nó là một cái website đấy một cái website nó tên là lookupid.com với tôi đây là website nó cực kỳ tuyệt vời để tôi dùng để tôi phân tích à, những cái nhóm khách hàng của tôi đấy chúng ta lưu ý lookup rồi gạch ngang id.com tôi zoom lớn lên một cái nữa đây chúng ta thấy đây đấy cái trang web này đấy chúng ta sử dụng thành tạo cái trang web này chúng ta tạo những cái tên khách hàng nó rất là chất lượng rồi cái thứ hai nữa là gì tôi sử dụng một cái extension ở trong Chrome nó miễn phí đây Đấy nó tên là Intelligent Search chúng ta thấy nha Intelligent Search chúng ta lưu ý Đó thì sao thì chúng ta vô ở trong cái phần ứng dụng đấy Đây chúng ta vô phần cửa hàng này Đấy chúng ta chỉ cần gõ đúng cái tên này thôi Đây tôi copy này Đấy đâm vào đây rồi bấm vào Đấy nó ra liền các bạn thấy không đó, nó ra liền này tôi cài rồi này nó ghi là cài rồi này Còn chưa cài nó thêm ghi th thêm vào Chrome này đó các bạn lưu ý Rồi một số máy các bạn nó không có cái phần ứng dụng ở đây này à, Như máy tôi bấm vào ứng dụng này nó ra liền bấm vào web store này Đúng không ạ? Thì sao? Thì các bạn gõ thẳng cái địa chỉ vô luôn Đây nhé, cái địa chỉ này các bạn xem này Từ đây cho đến đây này Đó, cái vệt highlight của tôi ấy. Đấy, các bạn gõ thẳng cái địa chỉ đó luôn Đây, chrome google.com sạc web store category sạc attention có chữ s đằng sau rồi tôi copy này còn c này để đằng sau mở thẻ mới này mở ra một cái tab mới đó chúng ta còn chôn v vào này và chúng ta enter đấy cho ta thấy nhanh như vậy thôi đó rất là nhanh như vậy còn nếu không ha các bạn sẽ vô cái phần lá cài đặt này. đó rồi đây chúng ta vô phần tiện ích này đấy thì nó cũng ra nó cũng ra đây tất cả những cái attention nó nằm ở trong đây đấy thì tôi cung cấp nhiều cách như vậy thì các bạn thích cái cách nào thì các bạn vô cách đó bạn lưu ý nha rồi tôi nhắc lại là tôi sẽ sử dụng hai cái attention đó là intelligent search. Tôi sẽ zoom lớn lên để cho các bạn thấy. Đây. Intelligent search, đó, tìm kiếm thông minh đó. Rồi. Và một cái nữa, à một cái attention nữa. Rồi. Tôi sẽ kéo kéo để tôi tìm nó. Đây, attention máy tôi thì tôi cài nó rất là nhiều các bạn thấy đó. Tôi cần dùng cái nào tôi bật lên thôi còn không tôi tắt nó đi. Rồi, ok đây, đó các bạn thấy đây, cái attention này tool kit for Facebook Đấy. các bạn cài vô xong rồi nó có cái nó phân biệt ra hai loại là một loại là free một loại là tài khoản free một loại tài khoản premium còn của tôi là premium nhưng mà sao tôi có cái account các bạn thích thì một lần nữa tôi nhắc là các bạn đến buổi sáng thứ tư và buổi sáng thứ sáu tại 137 bầu cát thì tôi sẽ cung cấp giờ tôi còn chân C này các bạn xem này tôi vô cửa hàng này tôi phân cửa hàng tôi để ở đây tôi bấm còn chân V này đấy ra liền các bạn thấy đó ra liền này. đó như tôi cài rồi nó nó có cái chữ này còn như các bạn chưa cài nếu mà chưa cài nó thêm cái chữ như này đấy rồi ok đó là hai cái công cụ mà tôi hay thường xài rồi thì uh, đó là những cái sự chuẩn bị rồi một vài công cụ khác nữa thì trong tôi sẽ tôi sẽ đề cập Rồi các bạn à, lưu ý là ở trong cái buổi live stream ấy thì à, những cái mà à những cái mà cần thiết á, trao đổi á, chúng ta sẽ gõ vào cái khung chat các bạn để ý nhá, cái khung chat ở bên à, cửa sổ tay phải của YouTube đây, đây, Dạ oh. yeah. <laughs> chào à, Hải, em à, chào anh Dũng, chào Hoàng Trần, chào Thái Dương. Rồi ok Xin lỗi mọi người là nãy giờ bây giờ mà quên nó bật cái chế độ màn hình Quên rất là xin lỗi mọi người Vâng Rồi à, Xin phép được nhắc lại À nếu mà chưa thấy màn hình thì xin phép được nhắc lại Thì cái điều đầu tiên đó, đó là Mình sử dụng cái công cụ là lookup ID Đấy đây Nói chung là nó một địa chỉ website Lookup gạch ngang ID.com Mọi người cứ theo dõi là mọi người hiểu cái cách thức và cái cái chiến thuật làm như thế nào thôi toàn bộ cái công cụ là một hay là cái bước để thao tác file video á, là mình đã ghi file video rồi đây các bạn xem nhé đây file video này đó file video đã ghi video rồi thì cả âm thanh nữa này cho nên các bạn yên tâm với chuyện đó đó ok à... rồi đã thì đang nói đến phần công cụ cái thứ nhất là cái công cụ nó là một địa chỉ website lúc lookupid com chúng ta thấy lúc cấp com rồi, cái công cụ thứ hai và công cụ thứ ba nó là một cái attention ở trong ở trong Google Chrome. Cái attention đầu tiên á nó có tên là intelligent search. Thì chỗ đây là cái cái attention này là miễn phí. Chúng ta chỉ cần mở cái cái Google Chrome lên vào trong cái chợ ứng dụng và chúng ta có đúng cái tên của nó đây. Đó, đây chúng ta thấy đây. Đây là intelligent search. Đấy. Đây là cái attention ở trong Google Chrome hoàn toàn miễn phí. Rồi và cái thứ ba à, Cái công cụ thứ ba đó là cái công cụ Nó có tên là Toolkit Đây Toolkit for Facebook Nó có hai dạng nếu mà chúng ta cài bình thường nó free Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng nhiều cái tính năng hơn ấy, Thì nó có cái bản premium Đăng nhập cái bản quyền vào Thì bản quyền là mình cũng có nó à, Thật là mình cũng siêu tầm ở trên mạng thôi Không chả phải mua bán gì Nhưng mà bạn cần thì tôi có thể tôi cung cấp cho các bạn Hoàn toàn free yeah. Rồi Ok thì xin hỏi mọi người là không biết là, là 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 mọi người có thấy được cái màn hình chia sẻ chưa ạ? Đó. Mọi người thấy được màn hình chia sẻ mọi người ví dụ như mọi người đánh số 1 ấy đánh số 1 cho cho biết ạ. Ok Hoàng Trần, ok tuyệt vời. Rồi, ok. Các bạn còn lại thì chắc là cũng thấy chứ không phải không nhưng mà vì lý do gì đó các bạn không phản hồi. Rồi, vậy thì tôi xin được phép bắt đầu nhé. Rồi, thấy rồi, thế rồi. Ok Hoàng Trần, ok Hoàng Trần. Rồi, mình bắt đầu. Đầu tiên là mình sử dụng cái công cụ này. Đấy. Chúng ta thấy nhá, khi mà vô đây này, bạn thấy đây tôi vô trang chủ đúng không ạ? à lúc cấp ID này thì chúng ta nhớ này chúng ta bấm một cái phần này, này. đó đây Facebook sọt đấy chúng ta bấm một Facebook sọt rồi Ok rồi thì cái điều đầu tiên đó, chúng ta chúng ta phải hiểu một cái điều cơ bản như thế này có nghĩa là sao có nghĩa là khách hàng của chúng ta đó trước khi có phải là trước khi mà buôn bán một cái sản phẩm dịch vụ gì đó là chúng ta cũng đã hiểu đôi chút về khách hàng rồi đúng không ạ đó cái thứ hai nó là gì thông qua một cái thời gian mình đã bán hàng cho họ bằng nhiều cái phương pháp thống kê đó ví dụ như là ghi chép sổ sách cho là ví dụ là gọi điện thoại nhắn tin nổi thăm tương tác email vân 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 thì ít nhiều á ít nhiều từ từ hai cái đó cộng lại thì chúng ta cũng đã hiểu cũng đã hiểu đôi chút về khách hàng của chúng ta đúng không ạ rồi ok thì bây giờ nha chúng ta bắt đầu là từ cái sự cái hiểu biết đó từ cái sự hiểu biết đó bắt đầu là chúng ta nhờ cái công cụ lúc cấp id đấy chúng ta nhờ cái công cụ, dạ yeah, em cảm ơn anh Dũng, vâng, ok anh, ạ <laughs> chúng ta nhờ cái công cụ lookup id để nó hỗ trợ cho chúng ta, rồi, ok, tôi bắt đầu nhá, à, đầu tiên, à, tôi ở đây nó nhiều lắm nhưng mà tôi nói ra một vài phần thôi, tôi nói ra một vài phần rất là cơ bản thôi, đấy tôi thích cái cột bên tay phải này, đấy các bạn xem nhá, people name, đây cái chỗ này, tôi đang nói ở cái, cái cái cột ở bên này, cái cột ở bên này thì đầu tiên tôi đề cập vào chỗ này people name People name có nghĩa là gì? Là những cái người mà người ta có cái tên rất là đặc thù à, Ví dụ như là ai đó làm bất động sản này, Chúng ta để ý, trong cái tên của họ Người ta hay đặt cái chữ là BDS vào à, Ví dụ như là bên bên nội thất À, họ, à, quên là bên kiến trúc sư À người ta hay để cái tên là KTS Bên bảo hiểm á, thì người ta làm cái công ty bảo hiểm nào Thì người ta hay để tên của công ty bảo hiểm đó à, <laughs> Rồi ok Tôi sẽ gõ vào đây à, tôi sẽ gõ vào đây thử để xem nó có đúng có đúng như tôi 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 nghĩ hay không tôi nói ví dụ như bất động sản đây tôi gõ cái chữ này đó tôi bấm search rồi thử cả nha đấy đấy các bạn thấy chưa bất động sản Nam Sài Gòn này giám đốc công ty bất cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Nam Sài Gòn này giờ bất động sản Thuận Thiên này bất động sản Bình Tân này bất động sản Thế Ngọc này đấy bất động sản Khang Long này bất động sản Bình Dương này chúng ta thấy người ta đâu phải bạn bè của tôi đâu À chúng ta lưu ý nhá, muốn sử dụng cái tính năng này thì Facebook chúng ta phải có cái cái chuyển qua tiếng Anh nhá, bấm vào setting này. Tôi bấm vào setting. Rồi tôi bấm vào phần ngôn ngữ này, lên git xem. À rồi, ở đây đây cái chỗ này này. Cái chỗ này bấm vào đây này. Đấy, bấm vào đây cho nên ta sẽ chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Ở đây tôi dọn là English US. À, e chữ E. A B C D E. Đây, đấy các bạn thấy. cơ miễn là chuyển chuyển qua English là được chúng ta lưu ý chỗ này nhá trước khi xài xài cái lúc cấp ID chúng ta lưu ý chỗ này rồi Ok đấy rồi tôi thử này tôi thử ví dụ như là bên kiến trúc sư này kiến trúc sư này đấy chúng ta xem nhé đấy ra liền này đấy nhá. Dạ. kiến trúc sư Nguyễn Hiếu kiến trúc sư Bá Quyền kiến trúc sư Heo kiến trúc sư Thành Luân kiến trúc sư Hoàng Tiến Minh kiến trúc sư Mạnh Nguyễn đấy chúng ta thấy không ạ kiến trúc sư Ngọc Linh có cái tên người ta đặc biệt như vậy rồi bây giờ tới bảo hiểm này Tới bảo hiểm này à ví dụ như bảo hiểm đai chi đấy chúng ta xem nhé bảo hiểm đai chi bấm chữ sật cái này để ta xem ấy nha đai chi hoàng long phát huyền nhung đai chi vân lê đó tự nhiên nó lọt đồng chí vân lê này không biết là là có phải đai chi không mà nó hiển thị ở đây tôi không hiểu rồi nguyễn trung kiên có thể là nó, nó sẽ tự hiểu là không những tên là có đai chi mà có thể làm đai chi nữa đây Đại chi Thanh thủy, Đại chi Hà Nội, Đại chi Hiếu, ông ta thấy đó À, rất là nhiều đúng không ạ? Rồi thì thì chắc chắn một cái vấn đề là gì? Tại sao chúng ta sửa tên như vậy? Ví dụ như tôi là uh, bên đơn vị tôi là đơn thuần là cung cấp các cái giải pháp dịch vụ về marketing cho doanh nghiệp. Thì tôi làm một hồi tôi thấy, ô, oh, như vậy là mình có một cái nhóm khách hàng về bên bất động sản. Ô, oh, có một cái nhóm khách hàng về bên về bên bảo hiểm. Đó thì sao? Tôi sẽ gõ vào hôm đó. OK, được không ạ? Rồi đặc biệt là một vài anh anh em mà làm dân xeo xe hơi đó tôi đẩy tôi thấy đẩy for tôi gõ một chữ for này tôi gõ một chữ phò tôi chữ sật này chúng ta xem này đó là thảo phò rồi Julia khang rồi đấy phụ tùng for rồi a linh võ phò chúng ta thấy đó chúng ta thấy đó <laughs> rồi cái này thì từ thực tế chúng ta chúng ta thấy thôi rồi ok tiếp tôi đến cái mục số 2 này các bạn thấy này chốc nữa bắt đầu là mình sẽ ghép từng mục lại với nhau các bạn để ý nha ghép từng mục lại với nhau OK, trong cái quá trình mà tôi uh, chia sẻ thì các bạn có cái vấn đề gì mà cần tương tác, ạ? cần hỏi thì các bạn comment vô cái khung comment của 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 YouTube, đó, các các bạn nhé, comment vào. Rồi OK, tôi tiếp tục đây, People work S có nghĩa là gì? Tìm ra những cái người mà cái người đó làm việc ở đâu, làm việc ở đâu. Rồi bây giờ tôi gõ thử này, tôi gõ thử ví dụ như là tôi gõ thử thế giới di động, thế giới di động, tôi gõ không giấu các bạn nhé, tôi bấm sần này coi nó ra cái gì Các bạn xem này nhá Nó ra cái gì này Thùy Liên Thùy Liên à, Đinh Thùy Liên đây reporter s Thế giới di động rồi hay quá rồi cuộc s Thế giới di động A à, như vậy là gì cái chỗ này là gì người ta đang làm ở cái công ty nào hiện tại bây giờ mỗi công ty nó có một cái tên và nó có một cái fanpage các bạn để ạ thì sao người ta vô nó người ta làm thì sao người ta muốn là gì trong nó có phần là cuộc đấy, tôi vô trong cái phần profile của tôi các bạn xem này rồi tôi vô trong phần ở bao này rồi đấy. Guộc này Guộc ở naui này, đấy người ta có phải người ta khai báo ở trong đây không đã đây Guộc ở play này có thể vào một cái địa điểm mà bạn đang làm việc này. đấy thì sao nó can thiệp vào chỗ đó nó lấy ra đã ông ta thấy đây ok không ạ quá hay rồi ok tiếp này à cái đây là gì à, tìm ra cái người mà cái người đó đã làm ở đâu à, bây giờ thì chắc chắn không làm ở chỗ đó nếu mà quá khứ đã làm ở đó rồi ok tìm ra cái người mà người ta thích cái gì đây, who like, người ta thích cái gì đó Tôi nói ví dụ ha, người ta thích ví dụ thời trang, tôi gọi chữ thời trang thôi Rồi, tôi bấm chữ search này Bấm chữ search này, rồi Ông chủ của uh, bế thư Hà Nội like thời trang mỹ phẩm Mayu À, thích có người ta đã bấm like những cái trang nào Rồi cái trang đó là có cái ký tự về cái keyword là cái thời trang mà mình nhập Mình nhập vào À, các anh chị hiểu không ạ? Rồi, bắt đầu nhá like thời trang vàng Thắng, thắng, à, like thời trang đôi rồi Khanh Nguyễn Lai like là mỹ phẩm Thời trang là mỹ phẩm Mai Du Kiều Thắng là Lai like công ty thời trang Ken Đấy chúng ta thấy đó Có nghĩa là những cái người này người ta đã like một cái bay nào đó Mà cái bay đó cứ chứa cái cụm từ mà chúng ta nhập vào Đấy tôi nói ví dụ như là à, Sam À bây giờ iPhone iPhone mới ra đúng không ạ iPhone X Rồi Sợ Tôi coi tôi coi ở nhà Đấy Đấy như vậy là tôi tiếp cận được những người mà người ta có Có thích những cái thương hiệu đó những cái sản phẩm đó rồi đây Line 512 chương định chuyên mở khóa iPhone Cloud S 6S 78 Plus gì đó đây. rồi like ốp lưng iPhone S đây chúng ta thấy không rất là tuyệt vời đúng không ạ đây những cái người này mà hoàn toàn chúng ta thấy hoàn toàn chưa phải friend của tôi nữa nha ở dưới đây là friend những người này chưa phải friend này đúng không ạ rồi Nguyễn Công Thành Nguyễn Công Thành like mở khóa iCloud iPhone X 8, 7, Plus vân vân đấy chúng ta thấy đó à rồi rất là hay rồi, tiếp nào Rồi, people who live in À, tìm ra cái người Mà cái người đó thì người ta Người ta đang sinh sống ở đâu Đấy, chúng ta thấy người ta đang sinh sống ở đâu Rồi, tôi nhập vào đây Ví dụ, Hồ Chí Minh Xem thử nha, xem thử có đúng hay không này Rồi, thử xem nào Đây, live in Hồ Chí Minh này Huỳnh Thế Du này, Trần Đăng Khoa này Live in Hồ Chí Minh này, đúng này Quốc Ấn Mai này, live in Hồ Chí Minh này Rồi đây, Hồ Chí Minh đúng rồi này Đấy, chúng ta thấy Hồ Chí Minh này Hồ Chí Minh rất là nhiều hay cái là kết quả nó đưa ra các bạn thấy này vừa là friend mà vừa là không là friend đấy thấy không ạ rồi ok như vậy cái chỗ đó là những cái địa điểm mà mình mình đang sinh sống mình địa điểm mình đang sinh sống nhá đang sinh sống các bạn nha đấy ở dưới nó có là đã sinh sống đó who live in à ví dụ lúc trước là sống ở Bình Dương nhưng mà bây giờ là lên Sài Gòn sống rồi à? ví dụ vậy rồi school at 10 cái cái trường mà đã nhập học À, ví dụ như bán những cái sản phẩm mà đặc biệt uh, cho học sinh sinh viên ở những cái trường nào đó đó các bạn à tôi nói ví dụ ha tôi nói ví dụ như là khoa học tự nhiên khoa học tự nhiên tôi thử này tôi bấm sọt này rồi study này ép toán tin trường nào khoa học tự nhiên đấy chúng ta thấy này đúng rồi này study đã học à đây là đã học ở cái trường này à, đã nhập học ở cái trường này rồi hoặc nhập vào trường là lê hồng phong này lê hồng phong này bấm sọt này chúng ta xem này đó trần đăng khoa rồi went to lê hồng phong school rồi đúng rồi chính xác went to lê hồng phong school went to lê hồng phong school rồi đó đúng rồi đó các bạn đấy chúng ta thấy này chứ rất là rất là chính xác đúng không ạ rất chính xác đương nhiên kết quả nó trả ra thì sao thì cũng có một vài cái trường hợp là là kết quả lạ lạ nào đó nhưng mà đa phần là chính xác rồi people who visited có nghĩa là gì liệt kê ra những người mà cái người đó đã viếng thăm những cái chỗ nào viếng thăm cái chỗ nào đó là check in đó các bạn À, ví dụ như là gì tôi muốn là tiếp cận đến những cái đối tượng mà khá giả đó thì chúng ta đặt chúng ta đặt câu hỏi là những đối tượng khá giả người ta hay đi đâu có phải là đi máy bay không có phải là đến một vài cái club nào đó không đến một vài cái tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nào đó không đúng không nào rồi tôi nói ví dụ như là gì là tân sơn nhất đúng không người ta tới đó người ta check in ở đó đó rồi hình thế du bắt đầu nha bắt đầu xem nha đây vì tân sơn nhất là international airport này đúng rồi đấy đó nhiều bạn bảo chứ bây giờ tôi tới đó tôi không có tôi không có làm cái thủ tục check in ở trên điện ở trên phần mềm Facebook ấy. nhưng mà mình ngồi đó mình chơi mình bút một tấm hình nào đó mình bút một cái bài nào đó thì rằng Facebook nó hay lắm đó. nó biết là cái chỗ chúng ta bút là gì nếu mà chúng ta kết nối wifi ở đó à thì sao thì nó sẽ à nó sẽ biết là chúng ta gần như là chúng ta check in ở đó thôi, chứ không cần phải làm cái thủ tục check in đâu ạ đấy các bạn thấy không rất là hay rồi ok tiếp rồi ví dụ như là đặc biệt là Highland này. Đó. Highland Coffee này. Đây tôi sờ thử coi cho bạn xem nha. Highland Coffee này. Rồi đấy. Thấy chưa? Highland Coffee này. Đó. Vũ Ngọc Thọ. Đấy. Những cái người mà tôi nhìn là những cái người mà trẻ avatar mà ăn mặc lịch sự mà có check in ở Highland cũng là thuộc dạng là mà người khá giả. Người khá giả. Đó. Highland. Ok. Rồi đồng giáo. Đó. Chúng ta gọi chữ đồng giáo này có chữ đồng dao check in là đồng giáo đó chúng ta thấy à vì gì thì trung tâm giáo nghề à phải phải nhập vào chắc cà phê cà phê đồng giao à, rồi ok đấy các bạn thấy đó những cái địa điểm nào mà chúng ta thấy là gì là nó lớn à, và dân dân giàu có dân thượng lưu hay tới chúng ta gõ vào đấy à, thì sao nó liệt kê ra cả đống rồi ok à, bây giờ chúng ta xem ở dưới nhá bắt đầu nó kết hợp hai cái điều kiện lại với nhau này cái người đó là đang sống ở đâu và thích cái gì này <laughs> ok nhá ta thử này. hồ này chí minh và thích à ví dụ như là thích iphone x rồi tôi sợ thử này bạn xem nhé đấy rồi hưng quách rồi bắt đầu nhá ly in hồ chí minh này đúng này rồi like này năm 12. hai chương định chuyên mở khóa icloud này đúng đấy đấy chúng ta lướt vào một vài kết quả chúng ta xem có chuẩn hay không rồi taka trần này ly in hồ chí minh này Lite này, ốp lưng iPhone X thời trang này. À, thời trang cao cấp kịch độc này. Đấy chúng ta thấy. Như vậy là cái người đó là đang sống ở đâu và và đã thích những cái pay nào. Rồi, tôi vô cái pay này tôi coi thử coi này. Đấy, pay này. Rồi, đấy. Ok không ạ? Đấy, rất là dễ hiểu đúng không? Rồi. Thời trang hay là một cái món đồ gì đó. À, hoặc là một cái dịch vụ gì đó. À tôi nói ví dụ là nữ nữ này. À quên tôi nói là Hồ Chí Minh này, nữ chốc mình sẽ nói sau à, Hồ Chí Minh này và đặc biệt là thích cái spa này thích những cái gì là liên quan đến dịch vụ spa này các bạn xem này đó bắt đầu nhá những ai ở Hồ Chí Minh liên quan đến đấy line này spa top men này chúng ta thấy đấy liệt kê hết này đầy đủ hết này rồi ok không ạ rồi người ta sống ở đâu này và người ta có cái birth year là cái năm sinh như thế nào này ồ tôi thử xem nhé Hồ Chí Minh này đấy Hồ Chí Minh và có cái năm sinh Giống như tôi đi, 1981 đi, tôi sọt này Tôi xem thử xem sao tham sao nhé Ồ, đúng rồi, những người cùng tuổi với tôi này Ồ, oh, chính xác này Ồ oh, Mà sao nó để ngày tháng năm sinh luôn ha Ồ, oh, nó để ngày tháng năm sinh luôn, độc thiệt Biết sinh nhật của người ta luôn Rồi Nó để ngày tháng năm sinh luôn Chứ nó không có để năm không Đó, ông ta thấy Bình thường chúng ta đâu thấy cái thông số này đâu đúng không ạ Đó, câu lệnh grab không hiểu sao nó móc là được trả hiệu ok đó là cái năm đó, rồi đó ví dụ mà bán những cái món hàng đó một vài bạn bán cái món hàng về thời trang và đặc biệt accessory là cái linh kiện đó à, ví dụ là bán cho nữ đang ở Hồ Chí Minh và đang có độ tuổi nào đó thì độ tuổi chúng ta làm từng cái độ tuổi một à, chốc nó có khoảng tuổi ví dụ như là từ 18 đến 22 nhưng mà chúng ta biết rồi từ 18 đến 22 thì cũng được đâu bao nhiêu năm đâu ta nhập vào từng năm rồi và chốc nó tôi sẽ hướng dẫn nó cách xuất cái đó là xuất cái ra cái file UID rồi Ok người ta sống ở đâu này người ta đang làm việc ở đâu này người ta đang sống ở đâu này và người ta đã làm việc ở đâu này người ta có cái tên gì mà ta đang sống ở đâu à đây hay có cái tên này, tôi nói là bất động sản này và đang sống ở Hồ Chí Minh này đấy tôi bấm sợt này tôi xem có đúng không nhá đấy bất động sản đang Sài Gòn này chúng ta thấy là đầy ly Hồ Chí Minh này rồi tôi cuộn xuống dưới đi bất động sản phát đạt này ly Hồ Chí Minh này oh, chuẩn quá chuẩn rồi Ok rồi nem và cái chỗ sống who live in chỗ sống rồi người đó có tên gì này và đang đã sinh sống ở đâu này cái chỗ này đã sinh sống nha còn bây giờ thì không sinh sống nữa người ta à, có cái tên gì đó này và người ta thích cái gì này ồ oh, rồi người ta có cái tên gì đó và cái năm sinh người ta này rồi người ta people name người ta tên gì đó và people a à, people a có là cái độ tuổi và rồi tôi thử nhá bắt đầu bất động sản rồi, ví dụ 18 cho đến 22 tôi bấm search. Các bạn coi thử nhé giờ bất động sản đúng cái này. Đấy 12, 18 đến 22 đây, 20 22 tuổi này. 22 tuổi này. Rồi. 22 tuổi này. Rồi 21 20 đâu không thấy đâu ha. Đó thấy 22. À đây 21 ở dưới đây. À bắt đầu nó giảm dần, nó giảm dần xuống. Đây 18 này, 22 này, đấy các bạn thấy. Tuyệt vời. Ok, đã các độ tuổi. À, tên và độ tuổi các bạn lưu ý tên và người ta đang làm việc ở đâu cái này là tên và người ta đã làm việc ở đâu à ở trên đây là à đang sống và đã sống còn cái này là người ta đã live in người ta đang sống ở đâu và người ta làm việc ở đâu đang sống ở đâu và làm việc ở đâu à cái này là cái tên tên người ta tên gì người ta làm việc cái này là tên và đã làm việc cái này là người ta thích cái gì và cái năm sinh của người ta cái này người ta thích cái gì và người ta đang làm việc ở đâu cái này là người ta people who like cái này người ta thích cái gì và người ta đã việc ở đâu post post about cái này rất là hay có là chúng ta tìm chúng ta tìm những cái bài viết mà nó có một cụm từ gì đó tôi nói ví dụ của tôi là dân làm email mà người ta viết cái bài post đó người ta đưa một món quà vào ở phía dưới đó người ta hay để lại cái câu là để lại để lại email để người ta gửi rồi bấm sợt này các bạn xem đấy xem nha đây để lại email đấy ra liền này ha anh em là muốn sở hữu thì cái việc để lại email nhé này đó xây dựng hệ thống traffic trên internet đấy chúng ta thấy này họ comment này comment này bảo đảm là gì là email không đây chúng ta thấy đấy email không các bạn thấy này đó. lấy cái email này ra thì như thế nào thì tôi sẽ tôi sẽ chia sẻ trong cái bài khác như vậy là gì trong cái bài viết của người ta đó nói chung là trong cái bài post của người ta như thế này này thì sao nó có cái cụm từ nó có cụm từ đó rồi bây giờ tôi không dùng email nữa mà tôi dùng số điện thoại đúng không rồi là số điện thoại viết tắt như vậy để xem nào mình vừa làm mình vừa ấy thôi mình vừa đo đó. đó số điện thoại này đấy chúng ta thấy rồi comment đây là chắc chắn là số điện thoại chúng ta thấy comment này đấy chúng ta thấy đây comment này số điện thoại này comment số điện thoại này đó ok ạ quá tuyệt vời rồi số điện thoại bên dưới rồi như vậy là gì nó sẽ dò cái cụm từ nói chung là như vậy cái chỗ này chúng ta lưu ý ha nó sẽ lấy cái cụm từ này nó dò trong cái bài post cái bài post nó có cụm từ đó thì nó show ra như vậy là một là chúng ta sẽ lấy được data, hai là chúng ta sẽ sẽ coi được cái chiến thuật content người ta viết như thế nào. Những cái bài viết mà nó có tương tác cao mấy bạn, mấy bài viết có tương tác cao á thì sao chúng ta biết là người ta làm cái content nó rất là hay. Đó, đây, người ta làm cái content rất là hay thì sao thì chúng ta vô là chúng ta bắt trước thôi. Đó, đấy ạ. À. Rồi ok, như vậy là cũng khá nhiều mục đích đúng không Khá nhiều mục đích ở ô này. Rồi ok, nên tôi thích cái chỗ này. <laughs> tôi rất thích cái chỗ này các bạn, cái mục này tôi hay dùng lắm. Rồi multi ha multiple có là nhiều uh, variable là cái điều kiện để chúng ta xem nhá, nem này đầu tiên là nem là tên người ta này, tên người ta là có chữ bất động sản này đã bắt đầu tôi kết hợp nhiều điều kiện với nhau rồi em này em ta bấm vào đây em bấm vào ví dụ như là gì đây cái công việc này à, cái công việc làm bất động sản nhưng mà tôi thích tiếp đó là CEO này à, cái tên tên title người ta công việc đó bấm n cái nữa này cái nó kết hợp nhưng ai đang làm bất động sản và với cái vai trò là CEO nhưng mà tôi lại đang sống ở Hồ Chí Minh cơ đây khu cây sần chúng ta thấy là đã tôi nhập cái chữ Hồ Chí Minh vào đấy chúng ta thấy rất hợp lý đúng không ạ rồi thì em cái nữa nhưng mà phải phải check in ở Tân Sơn Nhất à, Tân Sơn Nhật rồi tôi bấm sợt tôi coi tôi coi các bạn coi để xem sao nhá đấy ồ oh, như vậy sâu quá nông ra này sâu quá nông ra rồi ok như vậy là chúng ta sẽ không dùng cái này này Giờ chúng ta bấm search thử coi này chúng ta thử xem nhá Ồ oh, nó ra ít quá các bạn thấy này đó đức phúc bất động sản này đang là ceo này đang sống ở hồ chí minh này. đấy chúng ta thấy đó đó rồi ok thì bây giờ tôi sẽ chạy lại cái này một cái để cho nó mất cái cụ thể này đi tôi sẽ làm cái khác rồi tên là bất động sản này tôi èn cái là cái công việc là với vai trò là ceo này và tôi èn cái nữa là đang sống ở Hồ Chí Minh rồi các bạn xem nhé Hồ Chí Minh đã tôi bấm chữ sọt này các bạn xem này Ồ oh, nó cũng ra một người rồi cái số lượng người này ra này chúng ta lưu ý nhá nó phụ thuộc vào cái tài khoản Facebook của chúng ta đấy tài khoản Facebook của chúng ta tương tác nhiều tài khoản chúng Facebook của chúng ta tốt Nói chung là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm thì sao thì cái số lượng mà nó trả kết quả này ra này thì nó nhiều hay nó ít đấy chúng ta lưu ý cái chỗ này nhá rất lưu ý cái chỗ này rồi Ok như vậy là sợt độ khoảng hai ba cái điều kiện thôi sợt nhiều điều kiện quá thì nó không có nó không có đưa ra rồi tao bắt đầu lại đây là bất động sản rồi sợt thêm một cái nữa là người ta đã đi máy bay đi ha bất động sản làm cho nó vip tí rồi đây tần sần nhất rồi coi thử xem sao rồi chúng ta bấm chút sợt này rồi ok bây giờ là nhiều ra rồi đó bất động sản thuận thiên này bất động sản hưng phát này đây vì thì hoa tươi anh đã à để chợ cho sân nhất không phải là, là phi trường tôi sẽ nhất được ha bất động sản hưng thịnh phát đại sân bay quốc tế cho sân nhất đúng không này bất động sản đức cường đó sân bay quốc tế cho sân nhất đúng không này? ở dưới là đúng hết rồi. đó cái tệp này bây giờ nó nhiều hơn rồi rồi đó chúng ta thấy đó ha chúng ta kết hợp hai ba cái điều kiện lại với nhau đó chúng ta thấy Đây là tên này đó đây công việc này đó công việc quá khứ này một cái tên tư tự bất kỳ nào đây cái chỗ ở này cái chỗ ở quá khứ này nói ngôn ngữ nào này cái trường này cái trường đại học ấy. hồi nãy tôi có cái tìm mà trường đại học đại học khoa học tự nhiên hoặc là trường Lê Hồng Phong đó, các bạn thấy đấy rồi cái đây là cái chỗ check in này đó thích những cái gì này và đây là năm sinh này đó bạn thấy rất là rõ các bạn chúng ta sẽ kết hợp với nhau những cái điều kiện đó rồi tôi 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 đảo qua bên đây nhá tôi đảo qua bên đây các bạn xem nhá đây cái cái gender search này có nghĩa là gì mình sợ có điều kiện nhưng mà có kết hợp thêm cái điều kiện này giới tính đấy chúng ta xem nhá rồi tôi nói ví dụ tôi tìm người nữ này Người nữ này đang ở Đang ở Hồ Chí Minh này Và thích cái thời trang này Các bạn xem nha Thích thời trang này Tôi bấm chữ search này Chúng ta xem đúng không À hàng đỗ này rồi ok Đây like này Like thời trang Belly này Chúng ta thấy đây À hợp đặng này Chúng ta thấy Ly Hồ Chí Minh này Và like cái gì đây Like cái thời trang đôi này Đấy chúng ta thấy Hợp lý rồi đó Đó quá hợp lý rồi đó Đó đúng không? Rồi các bạn xem thì có cái vấn đề gì mà cần tương tác cần giải đáp thì các bạn cho biết luôn ở trong cái khung chat của YouTube các bạn nhé Rồi ok à, Chúng ta hiểu cái chỗ này rồi thì dễ rồi ok Đây là nam nữ này người ta Holy người ta sống ở đâu này? có năm sinh nào này nam nữ này người ta sống ở đâu mà người ta đang làm việc ở đâu này nam nữ này người ta sống ở đâu người ta đã làm việc ở đâu này? đấy rồi chốc nữa là tôi sẽ nói đến cái việc mà tôi kết hợp các cái điều kiện lại với nhau Ok bắt đầu này đi theo search ở search chi tiết này post about bao này Nó có cái này gì cái bài post đó nó có cái chữ cụm từ gì này à post about bao là về cái lĩnh vực gì đó về cái lĩnh vực gì đó tôi thử nha tôi thử nhập cái chữ thời trang này tôi bấm chữ search này Nó ra xem à nó có cái ký tự thời trang rồi còn cái kỳ cuộc này cái kỳ cuộc này là từ khóa tôi thử xem nào tôi thử xem cái từ khóa cái kỳ cuộc thời trang này xem nào À đây là cái sở thích. Ồ oh, chúng ta thấy hay ha, đây sở thích về thời trang. Rồi ok. Như vậy hai cái khác nhau mấy bạn nhé, hai cái khác nhau. Rồi ok. People that visit uh, pay pay number, pay ID number. À là cái ID. Cái người đó mà cái người đó đã check in được cái pay nào đó. Rồi, cái ID của cái pay á tôi nói ví dụ như là tôi có cái pay là của đông đông tí ha của Hoài Linh đi đó Hoài Linh Hoài Linh võ hay võ Hoài Linh gì đó chả nhớ ô oh, cái này không đúng rồi đây. Hoài Linh rồi đây tôi lấy cái bay này đây là cái địa chỉ bay của nghệ sĩ Hài Hoài Linh đúng không ạ rồi bây giờ tôi tìm cái ID tôi còn chôn C này rồi tôi qua cái chỗ này ha rồi chúng ta thấy lúc cấp ID.com nha là cái phần Facebook ID này tôi tìm lúc cấp này nó ra được ID này ra được ID. Rồi tôi thử tôi bỏ vô xem nó có đúng hay không đó các bạn. Đây. People that visit này tôi bấm vào đây, tôi bấm search này. Tôi bấm search thử coi nha, people who visit. À, như vậy là không phải visit cái pay. Rồi, ok, pay ID number. Như vậy là phải visit một cái địa điểm nào đó. À, một cái địa điểm nào đó chứ không phải là pay ID number. Rồi, tôi thử, tôi thử luôn là tôi ghi là tân sân nhất các bạn xem nha đây play này tôi qua phần play tôi coi thử này rồi sân gôn đi rồi sân gôn tôi sân nhất tôi coi thử xem sao rồi tôi bỏ lại cái chỗ này Rồi, thử xem nhé, cao nhé. Đây, kinh tìm cái người mà cái người đó đã check in tại cái sân gôn Tân sân nhất. Rồi, tôi thử này. Lê, Lê Tám Anh Tuấn này, Visited này. À, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta thấy đó. đó. Ok không ạ? Rồi, những cái bay mà có cái nhiều cái người đã check in ở đó. Rồi, people who check in to. Rồi, that's people that like. Ok, đây, nghề nghiệp rồi ok nó cũng ở trên thôi mà ở trên mình dùng cái ký tự mà xuống đây thì nó dùng cái id không có cái gì các bạn nhé rồi group member group member rồi thì tôi xin kết thúc nhanh cái phần này để tôi qua phần tiếp theo thì đây đó cái này là gì là có sẵn một vài câu lệnh chúng ta thấy là đây nhân viên ở văn phòng nữ này nhân viên nữ văn phòng tại hồ chí minh rồi các bạn coi rồi coi nha đó nữ nhưng mà văn phòng tại hồ chí minh thì các bạn xem nó như thế nào đây, đó các bạn thấy này làm sao người ta biết là văn phòng hay không? Thì trong cái công việc đang làm mà người ta sử dụng cái công ty này. Sử dụng cái công ty. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy. Rồi, ok. Đó. Cái phần tên công việc á, người ta sử dụng cái chữ công ty ở trong đó. Thế thôi. Rồi, ok, tiếp, nam nhân viên văn phòng. Nữ nhân viên văn phòng Hà Nội, rồi lít nam nhân viên văn phòng. List giám đốc. À, rồi ok. Cái giám đốc nam tại Hồ Chí Minh giám đốc nhưng mà nam tại Hồ Chí Minh thì chúng ta xem như thế nào nhé đây chúng ta xem này rồi cái thứ nhất là có cái địa điểm Hồ Chí Minh này rồi đúng không ạ rồi cái thứ hai nữa là gì trong cái công việc của người ta làm là đang có cái chữ giám đốc này đấy chúng ta nhìn vào câu lệnh grab chọn chúng ta biết liền là có cái chữ giám đốc này và đương nhiên là nam thì xem thì sao thì có cái phần giới tính đây có cái phần giới tính này có cái phần giới tính là nam này đấy chúng ta thấy rồi chúng ta nhìn cái kết quả này đây giám đốc điều hành này rồi ok À, Lê Đăng Khoa, rồi giám đốc Ba Lá Xanh này, để Lê Văn Hiển là giám đốc công ty sáng tạo Việt này, đấy chúng ta thấy hợp lý, đúng không ạ? Hợp lý. Rồi, ok. Chúng ta lưu ý nhé, để chốc nữa là sẽ xuất nguyên cái tập này, này. sắp xuất ra một cái file, cho nên muốn file chúng ta kết bạn những người này, ví dụ như vậy. Đó, ok ha. Rồi, nữ giám đốc thì cũng tương tự như vậy thôi. Sinh viên nam, à đây sinh viên, chúng ta xem nhá, sinh viên nam thì như thế nào nhá. Còn chỗ A, còn chôn V sinh viên nam chúng ta xem này rồi đang ở Hồ Chí Minh này rồi đúng này Pay nem Pay Name. rồi ok sinh viên rồi cái công việc à như vậy là công việc hiện tại là sinh viên cái công việc hiện tại đó chúng ta xem nhá rồi ban giám khảo do Nguyễn Hoàng Thu chủ nhiệm rồi như vậy câu lệnh này list sinh viên nam Lily Hồ Chí Minh ban giám khảo đại học rồi, ok như vậy câu lệnh này chúng ta thấy là là chưa có chuẩn rồi ha đã chúng ta dùng cái câu lệnh này chúng ta tôi chưa có chuẩn chỗ này này đó như vậy là công việc là sinh viên thì nó nó hoàn nó cũng có thể nó hiểu là gì là quản lý sinh viên ấy. chứ không phải là đang là sinh viên còn đang là sinh viên thì chúng ta tìm theo có độ tuổi thì nó hay hơn rồi ok thì bây giờ tôi đề cập tới cái tôi đề cập tới cái grabshot rồi công cụ thứ hai nha công cụ là tôi sẽ sử dụng công cụ grabshot chúng ta sẽ xem như sau đó là tôi nhắc lại đó là cái công cụ tôi sử dụng cái trang web lookup ID các bạn nhé rồi còn bây giờ là Graphshot chúng ta xem Graphshot thì nó như thế nào ok cái này thì tôi kéo qua đằng bên đây cái phần Graphshot này rồi một lần nữa thì tôi nhắc lại là cái phần mềm ấy nó ở đâu cài đặt như thế nào các bản quyền hay không có rắc hay không vân các bạn không quan tâm các bạn nếu mà các bạn để ý các bạn thấy cái chữ này này đấy Symbol Grab 1.0.7 này chúng ta chúng ta biết ngay chúng ta phải tìm nó ở đâu rồi đúng không ạ gõ cái tên này này hoặc là gõ vào ATB software chúng ta sẽ biết ngay rồi ok bắt đầu này tôi sẽ tìm này đầu tiên là nữ này đó chúng ta bấm vào cái dấu ba chấm ở đây này chúng ta tìm là nữ này là nữ rồi thêm, thêm điều kiện nó nhảy xuống dưới đây rồi chúng ta copy cái câu lệnh này chúng ta kiểm tra này chúng ta sẽ kiểm tra cái cái, cái điều kiện đó, nó đúng hay không đó ồ oh, lâu lâu nó như vậy nó già nó bị lỗi này chúng ta thấy này À, cái grab nó đưa ra câu lệnh rất là rất là lạ các bạn nhé rồi chúng ta sẽ tìm là những ai à, đang ở Hồ Chí Minh chúng ta xem nha đây đang sống ở đâu này tôi nhập vô chữ này Hồ Chí Minh Thế nên tôi thích là tôi dùng cái cái lúc cấp ID là hơn là tôi thích dùng cái cái phần mềm grab shot này nó nhiều lúc nó kết quả nó ra làm sao đấy. bây giờ nó ra này rồi đang sống ở Hồ Chí Minh này rồi các bạn xem nhé Rồi tiếp này là nữ Rồi Là nữ này Rồi bấm thêm điều kiện này Đó Ctrl C này Tôi chạy lại cái đường link này này Xem nó có giao này Đó nữ này Nữ này đang sống ở Hồ Chí Minh này Đúng rồi này Rồi ok Và đặc biệt là Làm CEO ví dụ vậy Làm cái công việc là CEO Giám đốc đó Rồi ok tôi bấm vào đây Tôi bấm là đang làm việc ở đâu đây đó đang làm việc ở đâu này tôi nhập một cái chữ là CEO này tôi bấm thêm điều kiện này rồi các bạn xem nha còn C còn C rồi dán vào đây còn V về enter oh, không ra đấy các bạn thấy không không ra chỗ này <laughs> rồi như vậy phải chạy lại cái câu hồi nãy các bạn nha đấy ha đó chúng ta phải linh động ở chỗ này rồi nam nhân viên văn phòng đây giám đốc nam giám đốc nữ tại Hồ Chí Minh Đấy. Rồi, enter. Đấy, bây giờ ra này. Giám đốc nữ Hồ Chí Minh này. Rồi, câu lệnh này là chuẩn này. Rồi, bây giờ làm sao lấy ra nhá. Các bạn đấy nhá, lấy ra này. Rồi, lấy ra rồi, tôi sẽ xóa cái này đi này. Tôi sẽ cho vào đây. Rồi, ok. Đó, kiểm tra trên duyệt trên duyệt cái cho nó chắc này. Ồ. Chạy được luôn. Rồi, kệ nó cho nó chạy luôn. Đây bấm tìm kiếm này bấm tìm kiếm rồi như vậy nó không lấy được rồi ha nó thấy câu lệnh này nó không 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 đúng nó không lấy được rồi rồi ok tôi sẽ chạy lại cái điều kiện khác đi để lại thì được khác, khác ok rồi đang làm việc ở đâu rồi đầu tiên này đang sống ở đâu này tôi gõ chữ là Hồ Chí Minh rồi bấm thêm điều kiện này rồi cái thứ hai nữa là giới tính nữ đúng không ạ giới tính nữ này đó rồi bấm thêm điều kiện này rồi ok mình kiểm tra câu lệnh này ha kiểm tra câu lệnh này chắc là chạy được trong có vấn đề gì rồi ok bây giờ mình muốn xuất ra thì bấm tìm kiếm này bấm tìm kiếm này rồi cái phần mềm cũng có thể là nó hơi nó hơi bị cài dịch cà tang chút đúng không ạ rồi tắt cái phần mềm này đi chúng ta mở cái phần mềm lên lại, ấy. rồi ok, bắt đầu làm lại thôi. đang sống ở đâu? Đó. Hồ Chí Minh. Rồi bấm thêm điều kiện, cái thứ hai nữa là nữ. Thêm điều kiện, rồi chúng ta để ý ha, Đó, nó phải chạy được chứ phải không? Rồi tôi copy cái câu lệnh này luôn. Rồi bấm chạy cái phần mềm được rồi bấm tìm kiếm. Ồ oh, không được. Đó. Chúng ta thấy đã bấm tìm kiếm thường nó có thanh ở dưới đây nó chạy 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 này, chạy này cho bấm lưu file ra. Bấm lưu file ra, đấy, vậy đó. Đó. Không hiểu sao hôm nay là là livestream mới xui nó không hiện được các bạn làm thì tôi bảo đảm nó sẽ chạy ra. Nó sẽ chạy ra ở dưới đây, được không ạ? Và đương nhiên là thường á các bạn hay thắc mắc á là gì nó nhiều hay nó ít. Đó thì như hồi nãy tôi đã giải thích rồi, nó nhiều hay nó ít thì nó phải phụ thuộc vào cái cái chất lượng của cái tài khoản Facebook của các bạn thế thôi không vấn đề gì hết rồi Ok như vậy là tôi cũng đã xong cái phần là tôi cũng đã xong cái phần là demo cái à, lúc cấp ID và cái và cái Facebook Grab đấy các bạn lưu ý nha Facebook Grab rồi ok tôi bắt đầu à, mình sẽ đến cái à, phương pháp thứ hai nữa là gì là à, tạo cái tệp khách hàng từ cái tương tác ở trong những cái bài post à, tương tác ở trong những cái bài post chúng ta xem nhá. rồi thì sao thì nếu mà các bạn bán những cái sản phẩm mà dịch vụ mà cho cái cho cái đối tượng học sinh sinh viên đó. cho cái đối tượng học sinh sinh viên đó, thì chúng ta lưu ý chúng ta lưu ý như thế này đây tôi có một cái bài post tôi lưu này trong quá trình mà tôi 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 sử dụng Facebook á à tôi thấy có những cái bài post này là tôi lưu lại ngay đây chúng ta xem đây những cái bài post kiểu kiểu như này đó thì sao giống như kiểu cái đây là cái pay pay tiến sĩ Lê Thẩm Dương này nhưng mà tôi nghĩ là không phải là của chính của chính thức tiến sĩ lập ra đâu à đây là chắc là một cái bạn nào đó ở trong cái trường ở trong cái trung tâm Lang Master đó, đó lập ra thì lấy tên của của tiến sĩ làm cái pay này thì sao thì cái pay này thì đa phần á là vừa là các bạn học sinh sinh viên các bạn trẻ ấy, mà à, học anh văn hoặc là học kỹ năng mềm và đặc biệt là gì là học các cái khóa học của của thầy Dương đó thì những cái pay như này thì chúng ta thấy này là gì cái lượng tương tác rất là tốt đó họ làm bay họ làm bay họ đầu tư về hình ảnh về video về quà tặng về cái câu chữ đấy chúng ta thấy này đấy thì sao thì họ đang có cái lượng tương tác rất là tốt đấy chúng ta thấy này like không mà 10k xe là đã là gì là 92 xe là comment thì đây chúng ta thấy gần 100 cái comment đó chúng ta thấy đó như vậy là chúng ta đặt được một câu hỏi trong đầu là khách của chúng ta đó khách hàng của chúng tiềm năng của chúng ta đó hay thường vô những cái pay nào à, hay thường vô những cái pay nào đó vậy thôi thì chúng ta xà vô những cái pay đó mà chúng ta chúng ta bắt đầu chúng ta phân tích rồi đối tượng mà bà mẹ bỉm sữa đó à, hay là gì là những cái cặp vợ chồng của con nhỏ đó mấy bạn thì sao có một bay mà tôi tôi rất là thích đó là bay bây web trẻ thơ, bây web trẻ thơ, đây cái bay này đây, Ồ 6 triệu mấy rồi, mới hôm nọ có hơn 5 triệu thôi đấy chúng ta thấy là đây bay này, đó cái bay này, những cái bay này tôi hay gọi vui là những cái bay cộng đồng, đó thì sao? thì những cái người mà chúng ta nghĩ đi, những cái người mà like và comment, nói chung là tương tác trên những cái bài viết của cái bay này, này, thì chúng ta nghĩ đi, chắc chắn là rất là là tiềm năng của chúng ta đúng không ạ? rất là tiềm năng ok giờ ví dụ là bán bán cái cái đồ chơi cho trẻ em á các bạn đồ chơi cho em chúng ta vô thẳng những cái page mà người ta đang bán luôn đó thì có những cái bài viết mà người ta chạy quảng cáo hoặc là có những cái bài viết mà người ta để tự nhiên thì sao thì những người like và những người comment ở trên ở trên những cái page đó thì sao thì cũng là cái khách hàng khách hàng tiềm năng của chúng ta đó chúng ta lưu ý cái chỗ này nhé ok đấy chúng ta thấy này like này xe này đó, comment rất là dữ này rồi thì ok ha thì Bây giờ tôi sẽ làm luôn đó, Thì cái công công việc á, bạn tìm các cái bay đó Mà khách hàng tiềm năng của bạn à, Hay lui tới đó. Thì cái công việc đó là các bạn Sẽ sẽ tự tìm nha tôi, Bây giờ tôi nói Tôi sẽ làm một cái ví dụ Bây giờ nếu mà chúng ta tìm được một cái Một cái bay rất là chất lượng như thế này Mà mình sẽ sẽ đoán được là cái bay đó là gì Khách hàng tiềm năng của chúng ta ở trong đó Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy như thế nào À lấy như thế nào nha rồi ok Bây giờ tôi sẽ lựa một cái bài viết nào đó Tôi sẽ lựa một cái bài viết nào đó Cái bài viết đó thường là sao người ta trao đi những cái giá trị Mà tôi đoán là gì Là khách hàng tiềm năng là tôi sẽ tương tác ở trên đó Đó đơn giản vậy thôi Ok Đó như vậy cái bay này chúng ta thấy nó cũng không ổn định ha Rồi ok về tôi lấy cái, cái bài này đi Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào đây này đó, bài này bài video đúng không ạ à, bấm vào đây bấm một cái 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 ngày giờ nó hiển thị ở đấy đó rồi tôi ta sẽ lấy được một cái ID này cái ID này ib IP viết này. rồi cái bài này chúng ta bài này chúng ta thấy là gì là có rất là nhiều cái like này à, lượt view này đây like thì 1.8 này xe là 600 mấy này và comment là 200 mấy này đó thì thường á là gì là cái cái like là không tôi không lấy các bạn ạ. đã tôi lấy cái comment và tôi lấy cái xe thôi các bạn để ý nhá à tôi lấy comment và xe rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái ID đi trước này rồi, tôi một một cái phần mềm nó tên là symbol uid đây phần mềm này các bạn này đó các bạn xem nhá đây này quét comment bài viết này đây bấm đây quét một comment này còn chuẩn về bấm ok đó chúng ta xem này bao nhiêu comment đó bao nhiêu comment của cái bài viết đó, nó quét hết thì chúng ta xem là bài viết nó có bao nhiêu comment này có 261 đúng không cộng thêm mấy đồng chí ở dưới đây nữa cộng thêm mấy đồng chí ở dưới đây nữa chắc đâu đó cũng trên dưới 300 đúng không nào Trên dưới 300 rồi chúng ta xem nhá đó, phần mềm sẽ lấy đó nó lấy được 296 này đó như vậy là 296 comment nó lấy ra được này đó chúng ta thấy không mà hay là nó lấy đầy đủ khá đầy đủ thông tin tên à, giới tính à, đương nhiên là có cái UID nữa à, nó không có hiện ở đây ngày sinh email số điện thoại location và nội dung đó, cái nội dung comment đấy đấy chúng ta thấy à rồi đấy, tôi tôi thường lấy cái cái comment thôi một vài bài thì một vài bạn thì siêng lắm lấy cả cái cái cái, cái 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 like bài viết nữa ok ha rồi thì cái comment này bây giờ mình sẽ lưu ra đây khi đó là chúng ta đã, nó quét xong rồi này nó quét xong chúng ta bấm vào lưu danh sách này chúng ta bấm vào lưu danh sách thì nó sẽ hỏi đây nó sẽ hỏi một câu rất là hay chúng ta thấy này bạn có muốn lưu lưu đầy đủ thông tin hay không lưu đầy đủ có là lưu hết các cột luôn tên giới tính ngày sinh email số điện thoại location nó lưu ra một cái file excel có các cột tương ứng như vậy đó đó là gì đó là lưu đầy đủ còn nếu không á, chọn nô no để chỉ lưu ID. Có cái UID của người này thôi. Giờ tôi cần tôi bấm nô no, tôi chọn lưu cái UID thôi. Rồi đây, tôi đặt là UID đó comment comment ở trên đâu? Ở trên cái cái web trẻ thơ. Đặt tên lại cho dễ nhớ các bạn nhé bấm sao này. Rồi chúng ta sẽ mở lên coi nó đúng không các bạn nha, mở lên coi nó đúng không này. Rồi UID đây, UID đây. Rồi, tôi vô hình như bị nhầm chỗ rồi thì phải. Tôi vô bị nhầm chỗ rồi. Facebook UID. Rồi. Đâu? Đấy. nhiều quá cùng mở lên nó cùng. Nó không thấy nó đâu. Đấy, UID ha, đây là CEO, đây là cái tệp cũ của tôi rồi. Cái tệp cũ của tôi rồi, để xem tôi sẽ bấm tôi sẽ lưu lại cái. đó, lưu danh sách. Chọn no để chỉ lưu UID. À, D Win UID à, Ổ D và thư mục là UID Rồi tôi xem lại Ổ D tôi nhầm Đây UID Rồi đây rồi Đấy chúng ta thấy ở đây này Ở trên nó lưu cái file xls là tôi đã lưu lúc trước rồi Đã phải đầy đủ này Còn ở dưới đây này À dưới đây web truyền đây Đấy chúng ta thấy đây phải UID không Là cụ thể là 297 cái file UID Rồi chúng ta không tin chúng ta thử này Ctrl C ở đây này còn Ctrl C ở đây Chúng ta mở một cái thẻ mới lên Chúng ta gõ Facebook và chúng ta dán cái UID đó đang hàng sau Đây Đấy chúng ta thấy Đây là một cái à, Tài khoản Facebook cá nhân Phải Facebook cá nhân Rồi ok chưa dạ. Rồi như vậy là gì Bằng cách rất đơn giản như vậy tôi đã lấy ra được là 297 cái người comment 297 cái người comment vô Vô trong cái bài viết Bài viết video Đó tám điều lạ kỳ thai nhi thường làm cho một mẹ Đấy chúng ta thấy là video đó, bài viết video hay là bài viết bình thường cũng lấy được hết các bạn nhé. Rồi tôi lấy một bài viết khác để bạn xem nha. Cái bài này cái bài rồi ít chia sẻ, ít tương tác quá tôi bỏ qua. Rồi cái này thì cũng like không mà thì comment cũng ít quá. Rồi tôi xem thử. đó chúng ta vô những cái bay cộng đồng đặc biệt là chúng ta vô những cái bay nghệ sĩ đó thì cái lượt like và cái lượt comment nó rất là nhiều rồi ok đấy chúng ta hiểu vấn đề như vậy thôi chứ bây giờ tìm nó cũng mất thời gian của chúng ta ra cái thời giờ đấy chúng ta thấy nó trôi qua mất tiếng đồng hồ rồi ok đó như vậy là lấy ra được tôi nhắc lại ha lấy ra được là cái cái danh sách cái file những ai mà comment một cái bài viết đó bài viết đó mình đọc mình thấy cái content nó hay nó chất lượng đó nó mang lại cái giá trị cho cái khách hàng tiềm năng mình hướng đến đó thì sao thì mình lấy các cái tương tác của cái bay đó ra đó được không ạ rồi ok như vậy là bằng hai cách rồi đúng không ạ có thể cách hồi nãy là bằng grab và bằng grab search và bằng uh, lúc cấp id rồi đó à tôi còn thiếu một cái phương pháp đó là tôi sử dụng cái công cụ là intelligent đây tôi bấm vào đây ha intelligent search cũng tương tự như vậy đây à, nem này nem có tên là bất động sản này chúng ta thấy này rồi và en một cái gì đó ví dụ như là người ta sống này đấy người ta sống ở hiện tại là present này bát là quá khứ rồi cái đây là hồ chí minh này nó sẽ ra cái tên luôn này rất là hay các bạn cái nữa này à, để xem có giới tính không nha Tới giới tính không And group member tuổi a à, đây giới tính này rồi giới tính là nam rồi em cái nữa này à, cái job người ta đang làm này đó cái job đang làm hiện tại này đó, đang làm là CEO đi ví dụ vậy rồi như vậy là nhiều rồi bấm này chúng ta bấm search Facebook này bấm search Facebook này chúng ta xem nó có ra không nha ồ oh, hồ đó, tìm quá nhiều target cho chúng ta thấy nó ra có người à. nó ra có người à, chúng ta thấy đó đúng không ạ rồi ok thử lại thử nha đấy bỏ bớt cái này đi rồi bấm search Facebook lại bấm search Facebook lại à rồi tốt hơn rồi rồi người ta có tên bất động sản này, người ta đang làm giám đốc này, người ta đang sống ở Hồ Chí Minh này. Người ta thấy đấy cái tool intelligence nó rất là hay ở chỗ đó. Đó, rồi có đây có tình trạng quan hệ này, có độc thân hay không này. Đấy, rồi ok, đây tìm cái pay nữa. Tên của cái pay là gì này? Cái pay đó ở ở đâu này? Được like bởi người nào này? Ồ, oh, được like bởi người nào? Rồi tìm cái group này chúng ta thấy đây tìm cái group tên gì này? Được John này, được John bởi ai này? Đó, tình trạng nào này? Ok ạ. Rồi tìm về cái sự kiện, đó, tìm về post. Post có ở bao, ví dụ như là hồi nãy tôi đã nói đó, ví dụ ở bao là email, ở trong cái bài post nó có cái chữ ký tự là email. Rồi tôi xem thử đúng không nhá. À đúng rồi này, chính xác này. Chính xác này. Đó, rồi ok, photo là tìm cái hình. Tìm cái hình ở trong ngày nào được post bởi ai, được tag vô người nào vân vật, được like bởi ai, đó chúng ta thấy. Đấy, như vậy là cái công cụ này nó cũng cho chúng ta ra. Chúng ta cho cho chúng ta ra được một cái tệp đó Một cái tệp kết quả gì đó Rồi tôi làm lại Bây giờ tôi tìm người đi Tôi tìm người đi Đây Tôi tìm người Cái tệp này Đó Rồi Xong đó Rồi chúng ta mang cái tệp này này Qua cái phần mềm Symbol Graph Chúng ta xuất cái UID nó có Đúng không ạ Đây Ctrl C này Ctrl C nguyên cái địa chỉ này luôn này Chúng ta mang qua phần mềm Graph Graph không hiểu sao Thì hôm nay của tôi nó không chạy Nhưng mà tôi tin chắc là Ở trên máy các bạn nó sẽ chạy đấy Rồi Ctrl V vào đây rồi bấm tìm kiếm này. Nó hiện cái bảng nó bắt nhập cái token cần các bạn nhờ. Nó bắt nhập cái token đấy bàn tay này tự nhiên không hiểu sao nó không nhập được cái token. Rồi ok. Đó, như vậy là có hai cách thức. Có hai cách thức để chúng ta lưu ý nhé, có hai cách thức. Một cách thức thứ nhất là chúng ta dùng là gì? Intelligence Đó, chúng ta dùng Graph và một cái cách nữa là chúng ta dùng là gì quét cái comment quét cái comment và quét cái like đó, tùy đó, ở trong ở trong cái bài post ở trên fanpage hoặc là trên group nào đó ở trên fanpage ở trên group nào đó thì chúng ta lưu ý rồi ok ở à, đến đây là cũng là nhiều nhiều cái ý quan trọng rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao năm mười phút thì trong lúc đó thì các bạn có cần cái cần cái hỏi cần cái tương tác thì chúng ta hỏi ở trong cái chat của youtube các bạn nha ở chat của youtube các bạn nhắn thoải mái đấy Các anh chị các bạn có hỏi gì hỏi thoải mái các anh chị các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 5 phút để chúng ta nghỉ giải lao và chúng ta sẽ sẽ tương tác với nhau. alo. Rồi ok cảm ơn câu hỏi tuyệt vời của của Hưng Trần ha, của Hưng Trần. Ok đối một dự án về tuyển dụng việc làm, à, mình nên lấy mình nên lấy email, mình nên lấy email như thế nào? Rồi ok. anh chị cứ hỏi ở trong cái chat của 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 Skype các chị ạ, cái chat của Skype. Rồi. anh à, lộn cái chat của YouTube chứ. Chat của YouTube. Rồi, tuyển dụng việc làm ha, nó có hai cái hướng. Cái hướng thứ nhất á là chúng ta có thể tạc ghét thẳng vô những cái trung tâm giới thiệu việc làm ấy bạn. À, đúng không ạ? Rồi, ok, người ta tuyển việc làm nhưng mà rõ ràng là gì? người 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 ta cũng có một cái đội ngũ người ta cũng có một cái 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 cái, cái nhu cầu tuyển dụng của một A, A, ABC đó rồi, nhưng mà nó chưa người ta chưa biết là bắn cái người nào đó đi qua công ty nào đó. Cho nên cái hướng mà tiếp cận thẳng đến cái công ty mà mà dịch vụ giới thiệu việc làm cũng là một cái hướng rất là hay. Đúng không ạ? Rồi, đó thì cái hướng đó thì chúng ta sẽ gõ vô trong cái intelligence đó. Đấy, chúng ta gõ thẳng vô intelligence này. Cái name này chúng ta sẽ gõ là chữ việc làm. đây, à, dùng Grab Search nhé, đấy, việc làm bến tre, đó, việc làm việt nam, đấy, việc làm tiếng nhật, việc làm, rồi việc làm đà nẵng, đấy, chúng ta thấy, đây, đây là những cái profile nhá, những cái profile, chắc chắn là đây là những người đang tuyển dụng ở cho cơ sở của họ, chắc chắn một điều như vậy, đúng không ạ, người ta đang làm cái công việc tuyển dụng cho cái cơ sở, cho cái công ty hoặc là cho cái thương hiệu, đó, của họ, của riêng họ, đấy, như vậy cái hướng này là cái hướng chúng ta tiếp cận rất là tốt. Rồi lấy được cái email như thế nào thì chắc là tôi sẽ nói sau nha Tôi đã nói cái hướng trước có thể tiếp cận đó để lấy ra được cái file UID Đó ok không ạ Đó là cái hướng thứ nhất Cái hướng thứ hai chúng ta sẽ phân tích theo cái cái đối tượng mà khách hàng tiềm năng của chúng ta Đó thì nếu mà lao động phổ thông ấy, thì thường là gì ạ Thường là chúng ta sẽ phân tích theo cái độ tuổi Cái độ tuổi đó vùng miền cũng được ở tỉnh nào người ta đang sống ở tỉnh nào đó đó thì chúng ta quét ra Rồi, được chưa? Được chưa Hưng nào? Đó, Hưng Trần thấy được chưa? Đó, hai cái hướng đó ha. Hai cái hướng đó thì chúng ta sẽ khai thác. Đó. Đánh cả hai hướng luôn được thì tốt. Rồi. Còn email hay là điện thoại hay là như thế nào thì mình sẽ nói sau. Ở đây mình đang nói tới cái công cụ là gì? Là nhờ Facebook mình tạo ra một cái tệp khách hàng. Đó, tạo được khách hàng. Ở đây cái tệp khách hàng của mình nhấn mạnh lại nhá, là cái tệp mà như hồi nãy cũng đã lấy ra đó. Đây là cái tệp này này đây đây như thế này là có tệp khách hàng này chúng ta thấy đây rõ ràng là cái tệp khách hàng bà mẹ bỉm sữa này đó đây đúng không 297 297 bà mẹ bỉm sữa ở trong đây rồi đó thì từ cái đó mình có được cái tệp này khách hàng này rồi đây có được cái tệp khách hàng này rồi thì từ đó mình sẽ xử lý cái tệp này như thế nào thì tôi sẽ nói tiếp tôi sẽ nói tiếp các bạn đấy nha Rồi đây bây giờ tôi nói luôn có được cái tệp khách hàng đó rồi thì tôi sẽ xử lý nó như thế nào rồi thì cái việc mà đầu tiên á à cái việc mà đầu tiên là mình sẽ suy nghĩ được ngay á đó là cái gì đó là mình sẽ kết bạn với họ đúng không ạ rồi mình kết bạn hàng loạt má rồi đây ha tôi làm như sau đó rồi tôi tắt cái symbol cái symbol ấy đi tôi nói luôn này cái đầu tiên là cái quét bài viết này cái quét bài viết ví dụ như ở trên một cái fanpage đó quét ở ví dụ này tôi quét là 50 bài viết này tôi quét ra tất cả 57 bài viết đó từ một cái file UID từ một cái file ID hoặc là từ một cái tệp ID đó rồi từ đó từ đó rồi tôi quét ra cái số lượng comment này tôi quét số lượng like này đó rồi tôi quét thành viên nhóm này đó cái nhóm đó tôi đã do rồi tôi quét toàn bộ thành viên nhóm này rồi bạn bè của ID ví dụ như là bạn bè của một cái UID nào đó chúng ta thấy đó như vậy cái phần symbol thì nó quét gần như quét hết còn nhìn nữa đâu gần như quét hết rồi rồi ok thì bây giờ đến một cái nữa đây là cái kết bạn này chúng ta thấy đây đây là cái tài khoản này Đó tài khoản Facebook của tôi đúng không ạ tài khoản Facebook này ok tài khoản Facebook mới này rồi bây giờ tôi bấm một file này tôi bấm vào mở file UID này tôi bấm vào mở file UID rồi sau đó là gì tôi tìm đến cái file UID đó cái file UID mà chất lượng mà chúng ta đã tạo ra rồi đó đấy đó web trẻ thơ này bấm mô bần chúng ta xem nha đấy xô ra hết này xô ra hết này đấy chúng ta xem đúng không ạ đó, đó 297 người này Show ra hết này Rồi ok Thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm là gì Kết bạn thôi Đấy Bấm kết bạn đấy thôi Rồi ở đây nha Tôi kéo lên trên này cho các bạn xem này Tôi kéo lên trên cái trạng thái này Rồi kéo đằng sau này Đây ra chúng ta xem cái trạng thái này nhá Rồi tôi bấm vô cái phần kết bạn này Rồi chúng ta nhớ là cái dây này chúng ta đẩy lên độ khoảng 30 mấy Đó, đó hai mấy ba mấy giây Rồi ở đây tôi làm để mô cho nhanh nhanh thôi Đấy 12 giây có nghĩa là gì có nghĩa là hết cái UID đầu tiên này nó kết bạn xong tự động là 12 giây sau nó kết này và cứ lần lượt lần lượt lần, lần, lần xuống dưới như vậy là gì? chúng ta chọn ba mấy giây là gì nó chờ ba mấy giây sau nó kết bạn tiếp theo, theo rồi xong người ta bấm bắt đầu này bấm bắt đầu kể từ lúc mà chúng ta bấm bắt đầu là gì chúng ta bỏ máy đó chúng ta đi đâu đó thì chúng ta đi đó hoặc là gì? ngủ giấc qua đêm như như vậy thì mỗi một lần nó kết bạn đây chúng ta thấy là có sáu 261 đây. Đó, đấy các bạn thành công rồi cái bạn thành công này. Ồ oh, không biết ba ba cái file trên sao không hiểu. Đó, thì chúng ta thấy là gì? À như vậy tôi đang chọn từ cái dấu này, tôi đang chọn từ cái dấu này, kết bạn từ cái dấu này là kết bạn xuống. Đấy chúng ta thấy là đó, bên này thành công rồi này. Đó hai người nó kết bạn thành công rồi đó. Đấy chúng ta thấy này. Như vậy là gì? Cái tệp UID của chúng ta chất, chất lượng thì đồng nghĩa với việc là gì? Là chúng ta có có người bạn bè chất lượng vậy thôi. À thế nào? nguyên tắc đơn giản như vậy thôi. Đó, rồi đây nó đang chạy ha, tôi sẽ bấm tạm dừng này chúng ta cứ để nó cho nó chạy từ trên đến dưới thôi chúng ta nhớ là mỗi một đợt ấy, chúng ta kết bạn như vậy là độ khoảng là từ 5 đến 70 thật một ngày á một ngày luôn các bạn nhé đó chứ không cần kết nhiều cái thời gian chúng ta đẩy lên thì tài khoản đã an toàn lắm đó, chứ còn nó lên đến trăm mấy hai trăm là rất là nguy hiểm rồi cái thứ hai nữa là gì đó là sau 2 đến 3 ngày thì chúng ta phải vô là chúng ta xóa kết bạn tôi bấm tạm dừng này tôi bấm tạm dừng nó có một vài cái tài khoản đó các bạn không thành công là cái tài khoản thường tài khoản của họ bị lỗi rồi tôi bấm này nếu mà sau 2 3 ngày chúng ta nhớ là chúng ta bấm vô cái phần là lời mời kết bạn ạ. Đây. Tôi các bạn xem nhá. Đây danh sách lời mời đã gửi đây. đây danh sách lời mời đã gửi này. Rồi chúng ta xem nhé. Đây, danh sách mà lời mời đã gửi này. Rồi tôi bấm xóa file đi cái chứ. Rồi tôi bấm tôi bấm xóa danh sách. Đây xóa danh sách này tôi vô lại nhé. Tôi vô phần cá nhân này, danh sách lời mời đã gửi này. Đó, đây. Như vậy là ngày hôm nay là tôi đã gửi đi cho là 5 người rồi. Cho 5 cái người này thì chúng ta chúng ta để ý này năm người này á nếu mà sau 2 tới 3 ngày mà họ không có đồng ý kết bạn với ta đó thì sao thì chúng ta xóa cái yêu cầu này đi chứ hai ba ngày rồi mà ta không chấp nhận là gì là một là ta không chấp nhận hai là gì là cái mức độ tương tác sử dụng facebook của ta rất là ít và hạn chế đúng không ạ đó cho nên là gì chúng ta cứ kết bạn hàng loạt trung bình sau hai ba ngày chúng ta lại vô cái phần này chúng ta lại xóa đấy xóa lời mời này đây bấm xóa lời mời đấy nó hiện lại này rồi bấm bắt đầu nó xóa hết thế thôi đó thế ạ rất là dễ đúng không các bạn đó rồi như vậy là bằng cái phương pháp đó chúng ta có được một cái tệp danh sách UID chất lượng đó, đây là gì là chúng ta chắn là chúng ta sẽ có những cái người bạn chất lượng tại vì sao tại vì cái danh sách UID này chúng ta đã chọn lọc ra rồi chọn lọc theo cái tiêu chí gì của gì đó của chúng ta rồi chứ không phải là chúng ta không có tiêu chí để kết bạn đấy nó hay ở chỗ đó và cái thứ hai chúng ta kết được rất là nhiều nó đưa cái file test chúng ta đưa vô thôi kết bạn nó rất là nhiều Do đó là gì? Do đó là cái việc mà cái tài khoản Facebook cá nhân của chúng ta đó là full 5 ngàn bạn bè trong một cái thời gian ngắn, trung bình một tháng mấy tới hai tháng, cái này tôi đã làm rồi. Là full 5 ngàn bạn bè là cái chuyện rất bình thường. Chuyện rất bình thường đó. Một ngày chúng ta nghĩ đơn giản đi, 5 70, 5 70 10 bạn bè, tôi cho 100 luôn cho dễ tính. Nhưng mà sao chắc chắn 100 người đó người ta không có đồng ý hết đâu, 50 người thôi. 50 người một ngày là đồng ý đó, accept cái lời mời cái bạn chúng ta đó thì sao thì 10 người à 10 ngày thì chúng ta đã có 500 10 ngày có 5 người một tháng là gì chúng ta đã có ngàn rưỡi rồi đó đúng không ạ một tháng là có ngàn rưỡi rồi đó chúng ta thấy hai tháng là thấy được 3.000 rồi đó là tôi cho con số nhỏ đó cho đó. đấy chưa yeah. đấy cho nên là cái việc mà chúng ta có được full 5.000 bạn bè là cái chuyện cực kỳ là dễ dàng được nhé rồi ok rồi nhá tôi làm lại nhá tôi vô phần file này tôi vô phần mở uid này đó mở UID này chúng ta thấy hay không mở UID này giờ chọn một cái UID đó đây UID đó bấm vào đây đó, như vậy trong danh sách UID đó bao nhiêu đó nó được kê ra hết giờ nhiệm vụ ta nên chúng ta bấm chúng ta bấm kết bạn thôi đó nhớ đẩy cái này lên lên cao một chút đó ba chục hay là ba tư ba mấy được rồi đó, ta bấm bắt đầu rồi xong tắt máy đi ngủ thế thôi Rồi như vậy là tôi à, tôi tôi vừa đề cập xong một cái vấn đề đó là gì đó là chúng ta có được một cái tệp friend list là bạn bè chuẩn và chất cho đó. Rồi bây giờ còn số điện thoại đúng không? Từ cái tệp UID đó đúng không? Từ cái tệp UID đó chúng ta muốn có cái số điện thoại của cái tệp UID đó đúng không các bạn? Đó để chi để chúng ta tele sale luôn, để chi để chúng ta up lên trình quảng cáo luôn. Đây chúng ta xem nha. Đây tôi còn chôn C đây tệp UID đúng không ạ? Đây web trẻ thơ này comment có trẻ thơ này. Đúng không nào? Đây tôi mang qua đấy. Đó, rồi tôi bấm này, các bạn xem nhé, tôi bấm chuyển đổi. Các bạn xem nhé. Đó, nó đang chuyển đổi đấy, chúng ta thấy không? 571 cái UID mà tôi đã tìm được 224 cái số. Đó, 224 cái số điện thoại đây, chúng ta thấy này. Đây số điện thoại này, nó có sẵn cái 84 cho mình luôn này, chúng ta thấy đây. Đó, được chưa? Như vậy là cũng được 50% rồi. Cũng được 50% rồi, từ cái UID này qua số điện thoại 50% rồi đấy, chúng ta thấy không? cực kỳ hay đúng không ạ rồi đấy như vậy là gì như vậy là từ cái UID tôi nhắc lại ha từ cái UID đó mình có cái cách đấy cần vật trực tiếp luôn cái số này là số thật luôn các bạn nhé cái số mà đây tôi nói ví dụ cái tài khoản này nha tôi kiểm chứng này này còn c này tôi sẽ mang qua đây tôi còn chuẩn về này enter này đây đúng không nào bạn tú hường này bạn tú hường này à bạn tú hường À, ok Cái bạn Tú Hương này thì sao Tôi muốn kiểm chứng Đó, à, Tôi muốn kiểm chứng Thì sao tôi lấy cái số điện thoại Đây tôi số số điện thoại này Còn chôn C này Rồi tôi sợt đến trình sợt này này Tôi enter này các bạn xem này à, Thường nó ra cái người đó À Như vậy là Người ta khóa cái tính năng này Người ta khóa cái tính năng cái số điện thoại này rồi Đó chúng ta thấy Như vậy cái này nó, nó hoạt động ở trên cái big data đó, các bạn Big data Có nghĩa là gì à, Bên tôi thì có một cái Một cái tệp một cái tệp khách hàng lên nó hơn 70 triệu rồi 70 triệu có nghĩa là gì bên này là UID của Facebook và bên này là số điện thoại bên nữa là email thì sao thì dán cái UID này vô nó truy vấn ngược lại từ cái UID này nó sẽ nó sẽ dựa trên cái big data đó và nó tìm được cái số điện thoại nào bên đây nó sẽ liệt kê ra đó đơn giản vậy thôi còn nếu không mà hay nhất thì chúng ta không tin chúng ta thử chúng ta gọi bốc điện thoại này chúng ta gọi thử gọi một cái số này và alo mà có phải là bạn là chủ nhân của cái Facebook Tú hưởng không Tuy nhiên người ta hơi ngơ ngác người ta hỏi cái gì gì đó thì mình cứ làm sao để cho người ta xác nhận đúng là vụ như vậy là chúng ta cúp bay được rồi đó ok rất là rất là hay đúng không ạ như vậy là có một cái tệp chất lượng có được một cái tệp uid chất lượng thì đồng nghĩa với việc là chúng ta có được một cái tệp số điện thoại chất lượng số điện thoại chất lượng ok không ạ rồi, ok, bây giờ là tạo tệp khách hàng từ cái từ khóa tìm kiếm này. Bạn xem nhá, tôi tạo cái tệp khách hàng từ cái từ khóa tìm kiếm là cái gì? Là cái gì? Các bạn xem tôi sẽ làm đây. Đó, tôi tắt cái này đi được rồi. Ok, đây, tôi sử dụng Facebook Audience Blaster rồi đây đó rồi ví dụ như tôi tôi uh, đang uh, tìm bên cái công ty uh, du học đấy các bạn à, công ty du học đây các bạn nha nha đấy ví dụ như là gì à, sinh viên này kinh tế này sinh viên kinh tế này rồi tôi gõ chữ kinh tế này đó rồi tôi gõ chữ là à, cao học kinh tế này rồi đó có là tôi gõ những cái cụm từ khóa À mà gì Đây nó có ở trong bay hoặc là có ở trong group Đúng không Rồi tôi tìm cái group trước này Tôi tìm cái group trước rồi tôi bấm start này Các bạn xem nhé Có thể các group nào đó nó liên quan Đấy chúng ta đây tôi mở cái này ra này Tôi mở ra đó Trợ sinh viên kinh tế, trợ sinh viên kinh tế, sinh viên trường sinh viên cao đẳng kinh tế hỗ trợ sinh viên khoa kinh tế rồi như vậy các cái group này là gì cái xác suất đó 812 group này cái xác suất rất là lớn này có các bạn sinh viên mà đang học các cái các cái khoa và các trường kinh tế ở trong đó đấy đúng chưa đó chúng ta suy nghĩ rồi tôi, cổ chân xe này cổ chân xe cái id này rồi tôi qua phần group member này rồi tôi còn chân về vào đây còn chân V về vào đây rồi bây giờ tôi muốn làm tôi muốn làm email đúng không tôi làm email rồi tôi lấy email này tôi lấy những ai mà có email email mà mà nó không, có, nó không có nó không có ẩn email lấy ra còn nếu mà lấy phone lấy ra tôi lấy cái email trước này tôi ta bấm này start này đấy chúng ta xem nhá Đấy 812 cái cái pay đúng không? À cái group. Đó thì sao? Đó member lấy ra. Đó chúng ta thấy đây nó cột email nó ra này. Đó nó đang phần mềm nó đang chạy ra đó chúng ta thấy đây. Tôi mở cái email này lớn ra một chút xíu nữa để cho chúng ta sẽ dễ xem xem theo dõi các cái trường email của nó này. Rồi đấy, nó chạy mới chạy thôi chúng ta thấy đã gần gần 200 rồi. Đó, gần 200 email rồi. Rồi, mà email này thì email của Facebook cho nên là cái cái xác suất email này là email sống cực kỳ cao. Đó, chúng ta thấy đây email đây. Rồi, tôi bấm stop lại đi, chúng ta hiểu được cái nguyên tắc thôi. Chứ bây giờ nghìn này cái group đúng không ạ? Rất là nhiều group, 800 cái group mà mỗi group mà vài ngàn người như vậy là cái số lượng email hoặc là cái số lượng số điện thoại tôi lấy ra thì chắc là nó khủng khiếp lắm. Rồi tôi bấm clear on chỗ này thì bây giờ tôi lấy số điện thoại các bạn xem nhé. Rồi tôi lấy cái số điện thoại này. Rồi tôi bấm start các bạn xem này. Đây, rồi. Lấy số điện thoại rồi thì không cần lấy email nữa thì sao thì mình sẽ kéo cái cột email lại. Kéo cái cột email lại. Đây, cột phone đây. đó chúng ta thấy đó số điện thoại nó ra rồi đó đó tới bây giờ là nó quét được là 8.000 rồi đó chúng ta thấy đó chúng ta thấy rất là nhanh rất là nhanh để tôi có được những cái số điện thoại của các bạn sinh viên trường kinh tế đó tại vì sao tôi đang chạy cái chiến dịch đó. cái file nó lớn quá đây tôi stop lại đây. cái file nó lớn quá thì sao nó bắt buộc nó lưu nó lưu lại đây đó đây có UID thì chúng ta thấy có số điện thoại này rồi tôi mở cái này lên bằng một cái trình riêng chứ còn cái file mà file test cái dung lượng nó lớn quá nó... ồ oh, tôi để cái chỗ khác đấy các bạn thấy đó ok không ạ rồi như vậy là tôi dùng cái ứng dụng là Facebook Audience Blaster tương ứng với một cái cụm từ nào đó đây tôi ứng dụng là như vậy là tôi lấy ra được các cái group và tôi lấy được các cái bay rồi group và tôi lấy group ID qua tôi qua cái phần là scan group member này Cái là quét các thành viên của group á thì sao tôi lấy được số điện thoại hoặc là tôi lấy được cái email tùy vô cái nhu cầu và tôi mong muốn là như thế nào đấy các bạn thấy đó rồi được ạ à. rất là dễ đấy, như vậy là gì như vậy là chúng ta sẽ tùy theo cái nhu cầu và mong muốn của chúng ta ok rồi tôi đang nói đến đâu à, tôi để tôi mở lại cái cái outline của tôi một cái đó, đây có friend list này, đấy, có được email và số điện thoại này. Chúng ta thấy chưa? Rồi, email và số điện thoại đó thì sao? Nếu mà chúng ta quét được chỉ có UID thôi thì sao nó có một hệ thống để chuyển đổi. Đây. Có hệ thống chuyển đổi từ UID này qua số điện thoại này chúng ta thấy này. Qua số điện thoại hết rồi này. Thì chúng ta lấy cái số điện thoại này chúng ta sẽ sẽ up lên trên trên trình chạy quảng cáo thôi. Đây, tôi còn chuồn C chỗ này lại nhé. Tôi làm luôn để cho các bạn thấy. Rồi. còn chôn về cái này, đó nó tạo thành hai cột sẵn rồi, rồi cái cột này là UID này, tôi không lấy, tôi sẽ bỏ này, delete này, rồi bây giờ tôi lấy cái số điện thoại nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta sẽ format cell lại này, Đấy đây number này, giảm cái số này đi, rồi ok, đấy đây số điện thoại, quá đẹp luôn, hai trăm mấy chục số, 224 số này, rồi copy ngược lại thành đây, còn chôn c này rồi tôi tạo thành một cái file txt nhá, file txt xem có được hay không nhá. đây, ok còn v, đó đây là những người comment trên web trẻ thơ này. rồi ok cái trình chạy quảng cáo này chúng ta xem nhé đây trình chạy quảng cáo đây chúng ta vô trình chạy quảng cáo này, chúng ta vô phần audience này, đó chúng ta xem nhá. rồi đúng không ạ, đây Career Audio này Rồi Custom Audio này Custom Audio này ha Đó Cái này là tôi để tiếng Anh này Chứ các bạn không để tiếng 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 Việt thì không biết là Nó là cái chữ gì tôi cũng chả biết Đây Đó From Đây Custom File này Đấy chúng ta thấy Tạo Custom File này Rồi bắt đầu Rồi on File Copy Data File Đây Bấm vào đây Rồi Ok Bấm vào đây xong Thì nó sẽ hỏi này Đây Đó Add a new file CSV Autostage này À tôi thì có một cột thôi. Có là cái trường của mình có một cột thôi mình dùng cái TXT. Còn CSV là hay là gì nó đưa theo được nhiều trường lên. Bấm upload. Rồi, bắt đầu. Chúng ta xem cái file đó để ở đâu lại quên rồi. À, listening số 1. listening số 1. Đây, nó đây. Rồi, ok, đang đưa lên đấy. Rồi, ok cái file đây. Đó, rồi chúng ta bấm next cái này. Đấy, ok đấy, nó lên rồi này các bạn này, Rồi và nó nó, nó diện diện đây là cái số điện thoại này. Nó hiện đây số điện thoại này. Đúng chưa nào? Rồi chúng ta bấm này upload and clear này. Upload and clear. Rồi đây nó đang upload lên này chúng ta thấy. Đó, xong. Chúng ta thấy này 224 cái row. 224 dòng thì chúng ta kiểm tra đúng không nha. 224 dòng. À chuẩn này, Chuẩn đây. Rồi ok mà cái 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 số điện thoại này là cái Facebook của họ rồi, bấm đòn. Đó, tới đây chúng ta bấm đòn này chúng ta thấy. Rồi, ok. Thì chờ một chút xíu thôi. Chờ một chút xíu thôi thì sao cái chỗ này nó xanh lên như thế này này. Nó xanh như cái ready ở dưới này. Và sau đó chúng ta chọn ở đây, xong rồi sao chúng ta nhớ là chúng ta bấm lúc online này này. Đấy, lúc online ra. Rồi. Lên nhẹ thôi, đẩy lên nhẹ này. Lên hai này. Nó nhân ra đó có nghĩa là đó là những người dùng Facebook và những cái người nào bạn bè của họ hoặc là tương tự na ná giống giống như họ giống giống về sở thích hành vi này kia đó nó tự nó nhân lên rồi đó tại vì cái này tôi làm đề mô nó 200 thôi thường thì mỗi lần mà tôi đưa lên đây độ khoảng cũng vài chục ngàn chứ không ít đâu đấy chúng ta thấy đó đấy chưa như vậy là gì cái quảng cáo nó chỉ có hiển thị trước mặt những cái người này thôi như vậy là chúng ta không có phải lo về các cái vấn đề về tạc ghét nữa Đấy, chúng ta nhớ nhé, như vậy là gì? Nó phải cần cái số điện thoại các bạn nha. Chứ bảo chúng ta bảo ấp thẳng cái UID này nó không cho đâu. Nó không cho đâu, các bạn lưu ý nha, ấp cái số điện thoại lên hoặc là ấp cái email lên thì ok. Chứ còn bóp ấp cái cái UID lên thì thua. À, chúng ta lưu ý nha, ấp UID lên thì thua. Rồi, đó, như vậy là rõ ràng là khi mà chúng ta có cái cái tệp UID chuẩn thì đồng nghĩa chúng ta là có cái số điện thoại có cái bạn bè chuẩn và chúng ta tạo cái tệp đầy audience custom audience trong Facebook trong Facebook ad chuẩn rồi ok đó rồi tiếp đến một cái vấn đề nữa Điều Một một vấn đề nữa thế bây giờ là gì cái tệp UID đó tôi tôi mang qua Zalo luôn đó chúng ta khai thác tối đa mà đúng không ạ mang qua Zalo luôn Facebook thì làm sao mà liên quan gì đến Zalo đúng không ạ liên quan Zalo đây đại tôi cũng sử dụng symbol Zalo các bạn nhé Đấy, tôi nhắc lại cái buổi live stream này chúng ta sẽ không đề cập đến mua bán phần mềm này gì cả. Đấy, các bạn là muốn là gì? Là tôi hỗ trợ về phần mềm như thế nào đó thì sao? Thì các bạn cầm máy à, vác laptop đến. Còn các bạn ở xa thì sao? Thì hẹn tôi một cái buổi nào đó thì sao tìm view hoặc là Skype. Đó, chứ còn trong cái buổi này thì chúng ta không có có nói chuyện gì về phần mềm hay là rắc hay là link down gì cả. Đây. Đây là Zalo đây tài khoản Zalo của tôi đúng không ạ Đây là cái phần mềm gia Zalo rồi tôi chấm chấm chọn này tôi bấm sử dụng này thì chúng ta xem nhé đây đây là cái tài khoản Zalo mới của tôi nó có năm bạn bè này thôi thế bây giờ làm sao đây chúng ta xem nhá đây tìm kiếm và thêm bạn này tìm kiếm và thêm bạn này qua cái mục tìm kiếm và thêm bạn này chúng ta xem nhá chúng ta xem nhá đây mở file số điện thoại đây, mở vài số điện thoại lên để add vô số điện thoại. Rồi, hồi nãy thì chúng ta đã có số điện thoại rồi. Đó, cái cần vật bây giờ nếu ta không cần vật, chúng ta mở file atb Play luôn. Rồi, chúng ta mở file atb Play luôn, chúng ta xem nhá. Tôi bấm vô ổ D. Ổ D UID. Đây. Rồi, và comment web giả thờ. Đây comment web giả thờ chắc chắn là UID không bấm có một cần. Rồi, nó nói là cái file đó là phải 200 UID trở xuống. Còn cái file của mình là lớn hơn 200 rồi. Thế bây giờ chúng ta làm sao? Đó, thì ta phải chia nhỏ cái file này ra Đúng ạ? chia nhỏ thì chúng ta lưu ý này Chúng ta sử dụng một cái phần mềm Đây, à, Simple Splitter luôn Rồi, chạy cái phần mềm này Rồi, chọn file cần chia này Tôi bấm chọn file này Rồi, cái file cần chia của tôi là cái file nó lớn hơn 200 Đây, UID này UID, comment trẻ thơ này Rồi, thư mục lưu Chọn cái thư mục lưu tôi sẽ chọn cái thư mục lưu ở trên cái máy này luôn ở à, đây ổ d ổ d rồi uid new folder nó phải có thư mục rộng mới được nha đó file đã chia đấy chúng ta thấy đó ok nó phải là một cái thư mục rộng các bạn nha rồi đây số dòng mỗi file này số dòng mỗi file là tôi để 150 đó rồi tôi bấm tôi bấm chia phải chia phải đó nó ra được bốn file rồi đó rồi ok 151 file đó tổng cộng là bốn file này. rồi tắt cái này đi ok bây giờ đây cái file này đã Đây bốn file này thì từ một cái file lớn là cái file là comment đây web trẻ thơ này đó mà nó đã chia thành những cái file nhỏ nó đã chia thành những cái file nhỏ và mỗi một cái file nhỏ này là là 150 cái UID chúng ta lưu ý nhá 150 cái UID rồi ok Thế bây giờ chúng bạn chúng ta sẽ mang qua nó đây như nào đây. Mở này, mở chỗ này ra này. Rồi bấm vào file đã chia là chọn số 1 này, bấm mẫu bẩn này. Đó, chúng ta xem nhá. Đó, nó lấy ra đó. đó chúng ta xem nhá. Cứ một file như vậy là 150 cái UID. 150 cái UID để xem là gì nó mang qua Zalo nó mang được bao nhiêu. Đấy, nó đang nó đang lấy qua đó, chúng ta thấy lấy thành công rồi này. Rồi chúng ta xem nhá, chúng ta xem nhá. Đó, 53. Ồ, oh, 53 cái Zalo. Rồi, và đến đây là sao? Đấy, chúng ta bấm gửi yêu cầu kết bạn này. Gửi các bạn, các bạn có chắc muốn thực hiện điều này không? Bấm yes. Rồi, chào, chào em nó chào cho mình luôn này, bấm ok luôn. Đó, Zalo vừa cái bạn nó vừa chào được. Rồi. Lấy thông tin thành công, nữa, nó cái Kỳ Hân này, nữ này. Đó, Kỳ Hân nữ. Sinh ngày tháng năm sinh. Rồi, ok. Đó, đã gửi lời mời thành công. Đấy, chúng ta thấy nó tự động đã làm luôn. Nó tự động nó làm luôn, như vậy là gì? Nó mang cái file UID ở bên Facebook ấy là nó mang nó kết bạn bên Zalo. Đương nhiên thì sao cái xác suất nó có cái xác suất của nó chứ không phải là ai nó kết bạn được. Đấy, chúng ta thấy đó. Rất là hay. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta có được cái file UID chất lượng, tôi nói lại nhé. Chúng ta có được một cái tệp khách hàng chất lượng ở cái bước này này. Tôi nhắc lại này, tôi sẽ làm bằng grab shot này, tôi làm bằng uh, in uh, interior shot này. Rồi, À, tôi uh, dùng lúc cấp ID này rồi tôi dùng lấy một quét cái bay à quét các bốt ở trên bay á thì sao thì tôi dùng cái symbol UID này rồi còn nếu mà tìm theo hàng loạt theo cái từ khóa này thì tôi dùng là Audio Blaster này có phải là rất nhiều cái hành động như vậy là tôi ra được một cái tôi đã ra được một cái tệp UID chất lượng đúng không ạ cái tệp đó là cái file UID chắc chắn là chất lượng thì theo cái mức độ là chúng ta sẽ sẽ phân tích sâu như nào mà thôi sẽ ra được cái file đi rất là chất lượng đúng chưa ạ? Rồi, có được cái file đi này thì sao? Thì đương nhiên chúng ta có được cái số điện thoại này. Để telecell này. Ok là email tôi nói sau tại vì cái chủ đề email nó hơi lớn tôi nói sau này có được số điện thoại này. Có được số điện thoại đương nhiên là sao chúng ta telecell chúng ta SMS được này. Đó, các bạn thấy không nào? Rồi, SMS thì dễ thôi. Đây ví dụ đang mùng 8 tháng 3 này, SMS này. Tôi đang sử dụng cái SMS ở bên này này đây nhắn tin thương hiệu luôn nó gọi là SS brand name đây đăng nhập đây đây chúng ta xem nhé chúng ta im bọc thẳng cái số điện thoại đó lên đó đây chúng ta im bọc thẳng cái số điện thoại đó lên và chúng ta đây trong phần khách hàng này đây trong phần quản lý nhóm này đây khách hàng của tôi có đây danh sách khách hàng này đó cái khách hàng đã mua sản phẩm của tôi các bạn xem này khách hàng đã mua sản phẩm của tôi là tổng cộng là có là đây 330 khách hàng này rồi ok chúng ta xem nhé đây, đây có số điện thoại này. Nó cho chúng ta là up lên cái cái tệp đấy từ phải Excel này. Đó, rồi sau đó là gì chúng ta tạo cái tình trình tin nhắn là chúng ta nhắn thôi. Đây, tôi sẽ mở một cái tin, tin nhắn của chúng ta lên này, của tôi lên cho các bạn xem. Đó, vừa rồi Tết, tôi chăm sóc các khách hàng là như thế nào. đó các bạn xem đây tôi nhắn tin này đó đấy đã ủng hộ sầu riêng Queen này kính chúc quý khách này năm mới ăn khang thịnh vượng này gặt hái nhiều thành công này sầu riêng đông lạnh Queen này đấy chúng ta thấy ở đây cái lịch sử tin nhắn cho họ này tôi nhắn này đó các bạn thấy không đấy vậy đó như vậy là cái số điện thoại đó, đúng không như vậy là cái số điện thoại chúng ta đưa qua à một là chúng ta gọi điện thoại hai là chúng ta sẽ nhắn tin cái số điện thoại này cái số điện thoại từ cái danh sách UID nhé chúng ta nhớ nhé Đó khách hàng tiềm năng của chúng ta đó đó rồi ok rồi kết bạn tự động này kết bạn tự động này đó, kết bạn tự động full năm ngàn bạn bè này đúng không nào rồi tạo cái tệp custom audio ở trong facebook này tạo cái này. rồi ok ha. rồi bí kíp này mang này mang facebook qua bên zalo này đấy chúng ta theo bạn bè bên facebook là bạn bè bên zalo luôn đây cái tệp này tôi refresh lại thử xem nó được chưa này thường thì cũng sau một buổi đấy chứ cái chỗ này nó cũng không nhanh đâu đó, đây nó báo là quá nhỏ này đó cái tệp này quá nhỏ có có 200 người thôi quá nhỏ nó ta thấy quá nhỏ thì nó không tạo được rồi chúng ta bấm vào đây chúng ta xóa nó đi thôi rồi chúng ta tạo cái tệp nó lớn lên ha đó thì sao dưới sự hỗ trợ của cái công cụ chuyển đổi công cụ chuyển đổi thì sao thì thì các bạn thích thì hỗ trợ các bạn chuyển đổi thì sao thì tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn chuyển đổi luôn à, chúng ta có mặt ở 137 bầu cát phường 14 quận Tân Bình để tôi hỗ trợ các bạn này luôn đấy nó chuyển đổi này. nó chuyển đổi trực tiếp từ UID chúng ta thấy này là qua được số điện thoại luôn mà chúng ta thấy xác suất là 50 Nó cũng đáng kể lắm chứ Đấy chúng ta thấy này 571 này đó mà qua được là 224 cái số điện thoại này đấy chúng ta thấy rất là hay đúng không ạ Rồi Ok đó là gì đó là chúng ta tạo cái tạo thẳng lên cái tệp quậy quảng cáo luôn. có nghĩa là gì? mình nói facebook ạ, facebook ơi, mày chỉ hiển thị cái quảng cáo trước mặt những cái người này cho tao thôi. trước mặt những cái người mà có số điện thoại mà mình tạo trong cái cất tập bảo điện đấy. đó, chúng ta lưu ý cái chỗ này. như vậy là gì? quảng cáo chúng ta thứ nhất là chính xác, là chúng ta đã target sẵn rồi cái file uid là cái file chúng ta đã target sẵn rồi. nó chính xác. cái thay chắc chắn là nó rẻ, nó rẻ tiền đi rất là nhiều. đúng không ạ? tại vì cái số lượng mà chúng ta kiểm soát rồi mà đấy. Rồi ok cái thứ hai là chúng ta kết hợp thêm một vài kênh như tôi nói hồi nãy đó SMS hoặc là gì mình sẽ tele sale à, Hoặc là gì là mình mang mới có Zalo Đó như vậy là gì Trên một cái tệp UID Có phải là trên một cái tệp UID đúng không ạ Tôi sẽ có nhiều cái hướng đánh Đó có nhiều cái hướng đánh Rồi cái hướng đánh thứ nhất là gì Là tôi sẽ kết bạn Kết bạn với họ là cái hướng thứ nhất này Mình tương tác trực tiếp Đúng không nào Cái hướng thứ hai nữa là gì Là mình tele sale hoặc là mình SMS này cái hướng thứ ba nữa là gì? Mình sẽ mình sẽ chạy quảng cáo này. Đó, cái hướng thứ tư nữa là gì? Là mình sẽ tiếp cận với họ bằng cái cái Zalo này. Đấy, chúng ta thấy không? Như vậy là trên một cái tệp UID thôi. Trên một cái tệp UID chúng ta có khai thác tối đa khai thác tối đa cái cách và tiếp cận với họ. Như vậy là gì? Chắc chắn nó hiệu quả nó hơn và cái thứ hai nữa là gì? Là cái chi phí của mình nó rẻ đi nhiều chứ. Cái điều đó là đương nhiên rồi chị ạ. Đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi. Thì đến bây giờ thì cũng là gần 10 giờ rồi à, Như vậy là cái buổi live stream ngày hôm nay Thì tôi cũng đã hoàn tất Phần đề cập xong là những cái ý chính Của cái buổi uh, live stream ngày hôm nay Đấy Tôi đã dùng grab Search Dùng Intelligent Đó Intelligent Search Đó Và đặc biệt là dùng cái Symbol UID Để tôi tạo ra một cái file mà UID chất lượng Đấy, đây Simo đi là chỗ này. Rồi ở cái từ khóa này thì tôi dùng là Audience Blaster. Đấy, như vậy là tôi dùng hai ba cách như vậy thì sao tôi sẽ ra được một cái tệp tôi nhắc lại là cái tệp UID. Một cái tệp UID nó vừa đủ lớn mà nó lại vừa chất lượng. Từ cái tệp UID này thì sao tôi có cái cách rất là hay là tôi chuyển nó qua cái số điện thoại để tôi tiếp cận nó bằng cái đường nhắn tin. Rồi từ cái tệp UID này tôi kết bạn tự động ở trong Facebook. Đó, là gì là họ là những người bạn bè của tôi luôn. Rồi từ cái tệp UID này bắt đầu là tôi chạy quảng cáo cho đúng cái tệp UID đó thôi. Bằng cách là cần vượt qua cái số điện thoại và up lên chương trình chạy quảng cáo. Và từ cái tệp UID này là tôi sẽ kết bạn tự động luôn qua bên Zalo luôn. Đấy, chúng ta thấy đấy, chúng ta như vậy là chúng ta gần như tiếp cận với họ là tối đa. Thì từ đó là gì nó mang lại cái hiệu quả cao và nó tiết kiệm cái chi phí cũng tối đa cho chúng ta. Rồi, cái buổi livestream ngày hôm nay như vậy là tôi đã hoàn thành được uh, tất cả các ý mà mình đã dự định là uh, từ trước thì à, mong nhận được những cái ý kiến feedback và chia sẻ trao đổi từ các bạn có bất kỳ các vấn đề gì mà cần cái hỗ trợ cần cái giúp thì tôi nhắc lại một lần nữa thì các bạn à, tôi xin mời các bạn có mặt tại 137 bầu cát phường 14 quận tân bình để tôi một tuần tôi có mặt tại đó hai buổi là buổi sáng thứ tư và buổi sáng thứ sáu từ 8 giờ đến 11 giờ thì tôi xin được tiếp các bạn và xin được support tất cả các vấn đề gì thắc mắc các bạn sáng thứ tư và sáng thứ sáu từ 8 giờ cho đến 11 giờ 30 mươi. Đã các, các thời gian khác là tôi ở các địa điểm khác, à, tôi ở công ty và tôi 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 làm việc ở nhà cho tôi không có mặt ở đó, tôi chỉ tiếp các bạn là hai cái buổi trong tuần như vậy. Đó à, phần mềm như thế nào, đó, cách sử dụng ra làm sao, chiến thuật chạy ẹt như thế nào vân vân, có nhiều vấn đề thì các bạn cứ hỏi, các bạn cứ gặp tôi và các bạn hỏi. Rồi một lần nữa thì uh, cuối tuần rồi, chúng tôi uh, chúc các bạn một cái buổi tối cuối tuần. Uh, À, vui vẻ nghỉ ngơi thư thái và sau đó thì chúng ta có một tuần làm việc nhiều năng lượng và nhiều thành công à, tôi là nguyễn trọng tiến à, một lần nữa thì chân thành các bạn đã chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi live stream và xin hẹn gặp lại các bạn ở các cái buổi sau